hai tín chỉ bộ môn vật lý sẽ dạy nha. Thì sau khi cái phần của tôi xong á, là sẽ đến cô Trinh, thì mấy em sẽ có lịch hết rồi đó. Thì sau đó sẽ quay lại trở lại tôi nha. Thì đối với môn dược động học đó, thì tôi sẽ phụ trách cái phần đầu, đó là cơ chế hấp thu của thuốc. Thì đối với cái bài này đó, mục tiêu đầu tiên đó là giới thiệu về môn học. Sau khi giới thiệu xong mấy em có thích hay không thì buộc mấy em cũng phải học. Giới thiệu cho biết vậy thôi, chứ không còn lựa chọn nào khác. Cái thứ hai nữa đó là sau khi mà xong cái phần này á, là mấy em phải nắm được cái cơ chế hấp thu thuốc. Thuốc có nhiều thuốc khác nhau lắm. Như vậy thì chúng ta phải nắm được cái cơ chế hấp thu thuốc. Và tiếp nữa là cái mục tiêu cuối cùng, đó là khi chúng ta sử dụng thuốc thì những cái yếu tố nào nó sẽ ảnh hưởng đến hấp thu thuốc. Đó là cái mục tiêu của cái buổi học hôm nay. Bây giờ giới thiệu về môn học ha. Bộ môn của tôi á, là bộ môn dược lý nha. Bộ môn này tên gọi là bộ môn dược lý. Tại sao gọi là dược lý? Bởi vì dạy chủ yếu môn dược lý học. Thì qua học kỳ sau và học kỳ tiếp nữa thì mấy em sẽ học dược lý 1, dược lý 2. Rồi sau đó nữa mấy em sẽ học dược trị liệu, tức là dược lý ứng dụng vào lâm sàng đó. Thì đó là những cái năm sau. Còn bây giờ chúng ta sẽ học cái môn đầu tiên của cái bộ môn dược lý phụ trách, đó là môn dược động học. Thì dược lý học nó sẽ gồm hai phần, đó là dược độc học và dược thực học. Và nhớ là hai phần này nó sẽ đi với nhau để nó mô tả một cái hồ sơ thuốc đầy đủ. Nếu mà em muốn nắm được một cái đặc tính trọn vẹn của một thuốc thì mấy em phải nắm được dược động học của thuốc đó, cũng như là nắm được dược lực học của thuốc đó. Dược động học là pharmacokinetics, dược động học tên gọi khác là tên tiếng Anh là pharmacokinetics. Thì cái môn này sẽ nghiên cứu tác động của cơ thể đối với dược phẩm. Nhớ ha, môn này là nghiên cứu tác động của cơ thể đối với dược phẩm nha. Thì khi mà chúng ta uống thuốc vào trong cơ thể đó, thì cái số phận của thuốc sau khi đi vào trong cơ thể nó như thế nào, chúng ta nghiên cứu những cái vấn đề đó, thì cái đó chính là dược động học. Cái phần thứ hai là dược lực học. Dược lực học là nghiên cứu tác động của thuốc lên cơ thể. Thì lúc này chúng ta mới nghiên cứu cơ chế tác động của thuốc, tác động không mong muốn của thuốc, hiệu quả điều trị của thuốc, rồi chống chỉ định vân vân. Thì cái đó gọi là dược học. Như vậy thì kết hợp hai phần này thì thành dược lý. Thì hôm nay chúng ta chỉ học cái phần dược học thôi, tức là cái phần đầu tiên giới thiệu để có cái nền tảng sau này mấy em học dược lý cho nó vẫn vậy thôi. Thì cái pharmacokinetics nó bắt nguồn từ cái chữ pharmacon. Pharmacon có nghĩa là thuốc, và kineticos tiếng Latin, tiếng Hy Lạp đó. Pharmacon cũng là tiếng Hy Lạp, kineticos cũng là tiếng Hy Lạp. Thì pharmacon là thuốc, kineticos là vận chuyển hay là động học. Như vậy thì động học của thuốc hay gọi tắt lại là dược động học. Rồi thì cái đối với cái môn dược động học đó, thì chúng ta nghiên cứu cái gì? Môn dược động học chúng ta nghiên cứu chính bốn quá trình, đó là hấp thu, phân bố, chuyển hóa, thải trừ. Như vậy thì khi mà mấy em muốn nói về dược động học của bất kỳ một cái chất nào thì phải nói đúng bốn cái quá trình. Đó là thuốc hấp thu như thế nào, thuốc có thể hấp thu được qua đường nào, thuốc phân bố ở đâu, nó có đi vào được não hay không, nó có qua được nhau thai hay không, nó có đi vào gan hay không, nó có đi vào phổi hay không. Thì đó là phân bố thuốc. Tiếp theo nữa là thuốc chuyển hóa ở đâu, chuyển hóa ở gan, chuyển hóa ở ruột, chuyển hóa ở phổi, chuyển hóa ở thận, hay là chuyển hóa tùm lum hết.
rồi sau đó là thuốc thải trừ qua đường nào, qua phân, qua mật hay là qua nước tiểu. Như vậy thì cái dược đồng học đó, bốn cái quá trình đó nó sẽ chúng ta phải nắm cho kỹ đối với từng nhóm thuốc, và nếu được nữa thì đối với riêng từng thuốc. Thì trong quá trình học dược lý thì bắt buộc em phải nắm các cái đặc điểm này của thuốc. Do đó cái lượng thông tin về cái môn này hoặc là môn dược lý nó rất là lớn, nó rất rất là lớn, bởi vì em sẽ nắm rất là nhiều cái chi tiết. Chính vì vậy nhiều bạn tha mà môn này nó khó, thực ra nó cũng không có khó lắm. Nó khó hay không là do mình thôi, bởi vì mình không có học cho nên mình thấy nó khó, chứ còn mình học rồi thì thấy nó cũng không khó. Thì cái môn này đó, chúng ta sẽ thi trước đây giờ đó, thì chúng ta thi theo cái nguyên tắc là nếu mà chúng ta không có dịch ấy, thì chúng ta sẽ thi giữa kỳ và thi cuối kỳ. Giữa kỳ thì thường là thi trắc nghiệm và câu trả lời đúng sai, cuối kỳ thì trắc nghiệm trả lời ngắn, thi lần hai thì có thể là trả lời ngắn, trắc nghiệm vân vân. Nó là nhiều phối hợp nhiều cái loại với nhau. Nhưng hiện nay với tình hình dịch như thế này thì tôi cũng không biết trước được là cái hình thức nó thi như thế nào. Rồi chúng ta cứ chuẩn bị sẵn tâm lý là tối thiểu là chúng ta phải thi trắc nghiệm hoặc là tự luận, tức là trả lời câu hỏi ngắn. Có thể là offline, tức là tập trung nếu mà tình hình nó ổn, còn không thì chúng ta sẽ có những cái hình thức thi khác. Rồi đối với cái phương pháp nghiên cứu dược đồng học đó, tại sao dược đồng học nó là quan trọng và nó có cần thiết cho cái quá trình nghiên cứu hay không? Thì bất kỳ một cái thuốc nào, một cái hoạt chất mới nào muốn phát triển thành thuốc thì bắt buộc phải nghiên cứu dược đồng học. Bạn nào tắt hết micro đi, mấy bạn tắt hết micro đi. Không thôi nó vang dữ lắm, tất cả tắt hết micro. Rồi. Thì chúng ta thấy là đối với những cái chất mới hoặc là thuốc mới, kể cả cái thuốc cũ, khi chúng ta muốn xem thử nó như thế nào trên một cái nhóm đối tượng mới thì bắt buộc chúng ta phải nghiên cứu về cái dược đồng học. Bạn nào còn mở micro tắt giùm tôi hết đi. Nguyễn thì Mai Trang tắt micro đi. Nguyễn Thị Mai Trang. Lớp này có vẻ là hơi linh tinh rồi nha. Rồi, thì nghiên cứu dược đồng học thì mấy em phải thì tất cả các cái hoạt chất mới muốn phát triển thành thuốc thì chúng ta bắt buộc phải nghiên cứu cái dược đồng học của nó. Thì nghiên cứu dược đồng học nó có nhiều bước lắm. Bước ban đầu là nghiên cứu cơ bản trên in vitro, tức là trên ống nghiệm, rồi đến in vivo, tức là trên động vật, rồi thử lâm sàng trên người. Rồi sau đó chúng ta nghiên cứu ứng dụng trên bệnh dân, vân vân. Thì cái nghiên cứu dược đồng học này thì hiện nay đối với năm thứ ba thì chúng ta chưa có đi sâu vào nhiều, nhưng sau này khi mấy em lên năm năm nó bắt đầu làm đề tài đó, thì nghiên cứu dược đồng học ở Việt Nam mình ít làm, nhưng mà một số cái nghiên cứu theo cái hướng dược đồng học thì vẫn có thể làm. Thì đây là một số nghiên cứu hay thực hiện ở Việt Nam và thực hiện trong cái quá trình mà mấy em làm đề tài tốt nghiệp hoặc là đề tài thạc sĩ hoặc là đề tài tiến sĩ. Thứ nhất là đối với nghiên cứu hoạt chất mới thì thường ở Việt Nam chúng ta ít nghiên cứu hoạt chất mới, bởi vì chúng ta không có đủ phương tiện, cũng như là kỹ thuật thì chúng ta có nhưng mà phương tiện không có thì chúng ta không thể nghiên cứu được. Nói chung là cái này thì thường chúng ta chỉ thừa hưởng từ những cái nghiên cứu nước ngoài. Cái thứ hai là nghiên cứu thuốc mới.
À, khi nghiên cứu thuốc mới thì cái này ở Việt Nam mình làm cũng tương đối nhiều. Tôi ví dụ như một thuốc mới là thuốc gì? Ví dụ như một thuốc nó đã được sử dụng ở một cái nước nào đó, bây giờ nó nhập về Việt Nam sử dụng cho mục tiêu điều trị. Tôi ví dụ như thuốc điều trị COVID-19 mới đang sử dụng ở Việt Nam đó là Remdesivir hoặc là Monopiravir. Như vậy đây là một cái thuốc nó mới được phát minh ở nước ngoài, đang được thử nghiệm ở nước ngoài và đưa về Việt Nam sử dụng điều trị cho bệnh nhân mắc COVID. Thì lúc này chúng ta cũng có thể là nghiên cứu dược trùng học. Thì nếu mà nghiên cứu đúng thì chúng ta coi thử là sau khi uống xong thuốc nó hấp thu như thế nào, thuốc nó chuyển hóa bao lâu thì nồng độ thuốc trong cơ thể nó hết, thời gian sử dụng là như thế nào, rồi tác động của nó là cái gì, vân vân. Thì đó là nghiên cứu cái thuốc mới. Như vậy thì nghiên cứu thuốc mới ở đây có nghĩa là một thuốc đã được nghiên cứu phát triển, bây giờ áp dụng trên quần thể của người Việt Nam, thì chúng ta nghiên cứu lại cái dược trùng học xem thử nó có khác biệt gì so với dân số gốc hay không. Cái thứ hai nữa là nghiên cứu về hiệu chỉnh liều lượng. Thì chúng ta biết rồi, hai dược trùng học có bốn quá trình, đó là hấp thu, phân bố, chuyển hóa, thải trừ. Thì cái mà liều lượng thông thường mà chúng ta có được, ví dụ như paracetamol 500 mg liều thông thường cho người lớn, thì đó là đã được nghiên cứu trên quần thể dân số lớn, và chúng ta rút ra cái liều chung là như vậy. Nhưng trên từng cái nhóm đối tượng đặc biệt, ví dụ như bệnh nhân suy gan, bệnh nhân suy thận, bệnh nhân mắc kèm nhiều bệnh khác nhau, bệnh nhân tổn thương ruột, bệnh nhân có phẫu thuật, vân vân, thì như vậy khi sử dụng cái paracetamol nó có thể hấp thu khác nhau, nó phân bố khác nhau, nó chuyển hóa khác nhau và nó thải trừ khác nhau. Như vậy thì trong trường hợp đó chúng ta có thể trên từng nhóm đối tượng đặc biệt như vậy, chúng ta xem thử là chúng ta có cần hiệu chỉnh liều hay không. Ví dụ như paracetamol nó chuyển hóa chủ yếu qua gan, nó chuyển hóa chủ yếu là ở gan, cho nên nếu một bệnh nhân bị suy gan, nếu chúng ta dùng liều 500 mg như cũ, thì lúc này chức năng gan của bệnh nhân nó suy giảm hết trơn rồi, cho nên chúng ta uống thuốc vào paracetamol nó sẽ chuyển hóa ít hơn qua gan, cho nên nó sẽ làm tăng cái nồng độ thuốc ở trong máu lên, và như vậy nó có thể dẫn đến là độc tính chẳng hạn. Như vậy trên cái nhóm đối tượng này chúng ta phải nghiên cứu xem thử cái liều nào là liều phù hợp, và từ đó dẫn đến cái đề xuất là điều chỉnh liều lượng. Thì cái này là một trong những cái hướng nghề nghiệp mà sau này tất cả những em dược sĩ nào làm ở bệnh viện đó thì ứng dụng rất là nhiều để điều chỉnh liều lượng dựa trên các cái đặc tính dược độc học của thuốc trên nhóm quần thể chung và dựa trên đặc tính dược độc học của từng nhóm đối tượng đặc biệt. Rồi một cái nghiên cứu khác cũng thực hiện nhiều ở Việt Nam, đó là thay đổi công thức quy trình quản chế. Tôi ví dụ như ở nước ngoài người ta có cái viên là Panadol hoặc là viên Efferragan. Viên Efferragan là viên sủi chứa paracetamol thôi, còn viên Panadol là một cái viên nén cũng chứa hoạt chất lập paracetamol. Bây giờ chúng ta muốn bào chế ra một cái dạng viên sủi giống như Efferragan, đương nhiên cái công thức bào chế chúng ta có thể sao chép giống như công thức gốc. Cái quy trình bào chế chúng ta cũng có thể sao chép như quy trình gốc. Nhưng mà vì một lý do nào đó, ví dụ như vì điều kiện, về thiết bị máy móc bắt buộc hoặc là về cái nguyên liệu, chúng ta phải thay đổi chút xíu công thức, chẳng hạn như thay đổi tái dược chẳng hạn, hoặc chất là không thay đổi rồi. Hoặc là quy trình bào chế chúng ta thay đổi chẳng hạn, thì lúc đó chúng ta phải nghiên cứu lại là sau khi chúng ta bào chế với cái công thức mới như thế này, theo một cái quy trình mới như thế này, thì hấp thu, phân bố, chuyển hóa, thải trừ của cái viên Efferragan mới chúng ta sản xuất đó, nó có khác gì so với viên gốc hay không? Thì đó, đó là cái nghiên cứu khi mà chúng ta thay đổi công thức quy trình bào chế. Thì cái này nó sẽ cũng gặp rất là nhiều trong trường hợp mà nghiên cứu tương đương sinh học. Thì thuốc của chúng ta nó chia ra làm hai cái loại. Rồi, có bạn nào biết được là thuốc hiện nay chúng ta chia ra làm hai cái tên gọi dựa vào cái nguồn gốc của nó? Là mấy em
Có bạn nào biết nó là cái gì không? Mai Trang này, trả lời giùm tôi coi. Mai Trang có đó không? Mai Trang. Dạ alo. Đó Bạn là nói với em là cái phần mềm của bạn bị hư thì bạn đang thoát ra cố gắng đăng nhập vô lại rồi. Bùi Thanh Phân. Bùi Thanh Phân. Bùi Thanh Phân. Bật mic lên trả lời. Bật mic lên trả lời. Bùi Thanh Phân, bật mic lên trả lời cho cả lớp nghe, tôi không nghe gì hết. Dạ thầy ơi, mic bạn Vân bị hư nên nãy có nhắn lên box chat đó thầy. Cái lớp này học cái gì mà mic hết hết cho chỗ này hư, chỗ khác hư là sao? Lớp này bà trợn quá nha. Bùi thì Kim Thoa. Dạ alo ạ. Dạ thầy có nghe em nói mà. Trả lời đi em. Dạ, theo em là thuốc sẽ chia làm hai loại là thuốc có nguồn gốc từ tự nhiên và thuốc có nguồn gốc tổng hợp. À, cái đó là phân loại từ cái nguồn gốc kia. Còn cái tên á, cái tên mình hay nghe ở trên cái thị trường á. À, dạ theo em là cái tên gọi của nó thường là thuốc theo chất và thuốc theo tên của công ty đó. Thuốc theo cái tên gốc của công ty thì mình gọi là cái gì? Dạ, brand name, tên thương hiệu. Brand name ở trong khung chat, mấy bạn coi trong khung chat đó. Brand name có nghĩa là thuốc biệt dược gốc. Rồi thuốc thứ hai, tên gọi thứ hai. Dạ. Dịch cho cái tên hoặc chất thì là tự gọi là thuốc gì? Dạ, cái này em không biết. Không biết. Brand name thì biết. Tức là tích xạ hàng hiệu cho nên biết. Brand name là hàng hiệu đó. Giống như Nike, Adidas. Là brand name đó. Rồi, thuốc nhóm thứ hai. Sau khi hết bản quyền, nó không còn là biệt dược gốc nữa. Chúng ta dùng cái hoạt chất từ biệt dược gốc, chúng ta sản xuất ra thành cái thuốc. Mà nó không còn lệ thuộc vào bản quyền nữa thì tên gọi là gì? Ai biết? Dạ thầy ơi, em nghĩ là thuốc generic. Rồi, chính xác. Rồi, thuốc thứ hai là generic. Mấy bạn coi ở khung chat đó. Dạ. Như vậy thì chúng ta thấy cái generic là cái thuốc đã hết bản quyền phát minh sáng chế từ công ty gốc. Và tất cả các nước trên thế giới đều có thể bào chế hoặc là copy, chúng ta gọi là thuốc nhái, thuốc copy, nhưng thực ra nó là một cái thuốc, nó chứa cùng hoạt chất mà thôi. Nó thuốc nhái, thuốc copy thì hơi tội, nhưng mà trên bản chất thì nó gần giống như vậy. Như vậy thì khi chúng ta bào chế ra một cái thuốc generic, thì để chứng minh rằng cái thuốc generic của chúng ta nó có hiệu lực tương đương như thuốc gốc đã được phát minh sáng chế. Ví dụ như thuốc gốc của chúng ta ở đây, nếu mà paracetamol là Panadol chẳng hạn, hoặc là Tylenol chẳng hạn, tất cả cái thuốc paracetamol hay dùng ở Mỹ đó, hoặc là nếu là viên sủi là Efferagan chẳng hạn, thì bây giờ chúng ta bào chế ra một cái viên paracetamol theo cái quy trình của chúng ta, theo cái nguyên liệu của chúng ta, thì muốn chứng minh là paracetamol chúng ta bào chế ra nó không thua kém gì so với Panadol trong điều trị giảm đau hạ sốt, thì chúng ta phải chứng minh gọi là tương đương sinh học.
thì cái vần sau mấy em sẽ nắm và làm quen được với tương đương sinh học. Rồi thì đó là tất cả những cái hướng nghiên cứu mới đang thực hiện ở Việt Nam, ngoài trừ cái hướng đầu tiên là hoạt chất mới chúng ta không có điều kiện làm thôi, còn tất cả các hướng khác thì chúng ta đều đang thực hiện nghiên cứu ở ngay cả trong khoa dược và trong cả nước Việt Nam. Rồi tiếp theo là đối tượng nghiên cứu. Đối tượng nghiên cứu thì ở đây có thể là dùng tế bào, ví dụ như thuốc hấp thu qua ruột được bao nhiêu, có muốn một biết một thuốc nó hấp thu qua ruột như thế nào thì chúng ta chỉ có cách là chúng ta uống rồi chúng ta coi thử là nồng độ thuốc trước khi vào ruột bao nhiêu, nồng độ thuốc sau một thời gian ở còn lại trong ruột bao nhiêu, chúng rồi nồng độ thuốc ở trong máu bao nhiêu thì chúng ta mới biết được. Nhưng mà nếu một người uống rồi xong mình cứ ngồi canh đó mình lấy máu liên tục thì nó rất là phí tiền của thời gian, tiền bạc vân vân. Cho nên đầu tiên hết chúng ta thử nghiệm trên tế bào, chúng ta lấy tế bào ruột ra, chúng ta nuôi cấy thành lớp tế bào, rồi chúng ta cho thuốc với tiếp xúc với tế bào ruột. Theo từng thời gian chúng ta coi thử nồng độ thuốc trên cái dịch tiếp xúc nó còn lại bao nhiêu, nồng độ thuốc ở dưới cái lớp tế bào ruột này nó hấp thu qua là bao nhiêu thì chúng ta sẽ tiên đoán được là thuốc hấp thu qua ruột nhiều hay ít, tốc độ nó hấp thu như thế nào. Rồi sau khi có cái kết quả ở trên in vitro rồi đó thì chúng ta mới bắt đầu. In vitro chỉ là trong một cái lớp tế bào ruột thôi. Như vậy chúng ta chỉ thấy là nó chỉ xuyên qua ruột thôi, nhưng mà trong cơ thể chúng ta ruột rồi chúng ta còn du động, rồi chúng ta còn có dịch tiêu hóa, rồi chúng ta có niêm mạc, rồi chúng ta có dịch giang bào, rồi chúng ta có mạch máu, cho nên hấp thu nó cũng sẽ khác so với kết quả in vitro. Cho nên lúc đó chúng ta bắt buộc phải phát triển cao hơn một bậc nữa, đó là nghiên cứu trong cái cơ thể động vật, ví dụ như chuột, thỏ, chúng ta cho uống rồi chúng ta phải thử nó hấp thu bao nhiêu. Rồi sau đó muốn dùng trên người thì bắt buộc chúng ta phải thử nghiệm trên người, chúng ta phải thử nghiệm lâm sàng. Thì đầu tiên chúng ta thử nghiệm trên người khỏe mạnh, tất cả những cái đối tượng thử nghiệm lâm sàng ở pha 1 đa số là những đối tượng tình nguyện khỏe mạnh, không có bệnh gì hết trơn ấy. Thì đó là thử nghiệm lâm sàng pha 1. Thì sau khi pha 1 mà nó thành công rồi đó thì chúng ta mới bắt đầu thử nghiệm trên bệnh nhân. Thì lúc này mới là pha 2, pha 3, pha 4, vân vân. Và cuối cùng tất cả các thử nghiệm này nó cho kết quả tốt thì lúc đó chúng ta mới thực sự có một thuốc sử dụng và lưu hành ở trên thị trường. Như vậy thì chúng ta thấy cái quá trình nghiên cứu phát triển thuốc nó rất dài, nó rất nhiều phê. Rồi thì đó là cái giới thiệu về môn học. Giới thiệu sơ lược về cái môn học. Những cái slide khác thì mấy em tự đọc. Bây giờ cái vai trò của môn dược động học trong ngành dược. Thì dược động học là một môn xem như là môn cơ sở ngành. Nhưng mà đối với dược của chúng ta là xem như cũng là một môn chuyên ngành rất là quan trọng trong cái ngành dược. Khi mà nói đến dược sĩ, bây giờ tôi hỏi mấy em thử. Nguyễn Đỗ Hoàng Vi. Dạ thưa em thầy. Ví dụ như mà bây giờ có người quen của em chẳng hạn, hoặc là ai đó hỏi em làm nghề gì, em nói em là dược sĩ, thì trong đầu họ sẽ nghĩ gì về em ngay lập tức? Họ sẽ gán cho em một cái điều gì ngay lập tức? Em nghĩ là đứng nhà thuốc bán thuốc. Có nghĩa là điều đó là cái gì? Nếu mà mình tự giới thiệu mình là dược sĩ thì họ sẽ tin tưởng mình về điều gì? Dạ tin tưởng là mình có thể kê thuốc được cho họ uống. Đúng rồi. Nếu mình giới thiệu mình là dược sĩ thì họ... Rồi được rồi, tắt micro đi. Nếu mình giới thiệu mình là dược sĩ thì cái điều đầu tiên mà tất cả mọi người trong cái xã hội này nghĩ chắc chắn họ sẽ tin là mình là người hiểu biết về thuốc mê. Đó. Cho nên khi nói về dược thì nói về thuốc men. Do đó nếu mà nói chung về ngành dược, chúng ta biết là nếu mà chúng ta ở trong ngành dược thì chúng ta biết là sử dụng thuốc nó chỉ là một cái môn nhỏ trong toàn bộ ngành dược là thôi. Ngành dược thì cũng có bào chế, có kiểm nghiệm, có sản xuất, rồi có dược sĩ nhà thuốc, dược sĩ bệnh viện, rồi có nghiên cứu vân vân.
rồi có người là đi về quản lý dược, vân 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 vân. Nhưng mà một điều chắc chắn là luôn luôn người ta nói là dược sĩ phải biết về thuốc, cho nên cái đó nó mặc định của xã hội rồi. Cho nên dù mấy em sau này có phát triển nghề nghiệp như thế nào thì cái điều quan trọng là khi hỏi về thuốc mấy em phải nắm. Mà hỏi về thuốc phải nắm có nghĩa là mấy em phải nắm dược lý của thuốc. Mà muốn nắm dược lý của thuốc thì phải nắm dược độc học của thuốc. Cho nên cái môn này nó sẽ đi theo em, tùy theo tụi em suốt cả cuộc đời, cho đến khi nào tụi em bỏ nghề mà thôi. Đó, cho nên nếu mà học dược, nếu mà học y, nếu mà học các ngành về sức khỏe, nói chung nếu mà học về tất cả các ngành khoa học, thì cái điều kiện tiên quyết đầu tiên đó là chúng ta phải tự học suốt đời sau khi mà tốt nghiệp. Do đó cái dược đồng học nó là một cái môn gần như là cơ bản cho tất cả các dược sĩ. Thì trong cái quá trình học tập trong cái 5 năm này nè, thì những môn nào nó sẽ liên kết rất là gần, nó có tương quan rất là gần với môn dược đồng học. Thứ nhất là môn hóa dược. Mấy em chưa có học tới hóa dược, nhưng hóa dược là cái gì? Đó là mấy em học các cái quy trình sản xuất, những cái phương pháp tạo ra các cái hợp chất mới có thể phát triển thành thuốc. Và nếu mà chúng ta phát triển một cái hoạt chất mới để làm thuốc, thì cái điều đầu tiên muốn phát triển nó thành thuốc thì xem thử dược đồng học của nó có thích hợp hay không cái đã. Để chúng ta phải nghiên cứu ra 1000 chất mà cả 1000 chất đó không có hấp thu, gây độc tính rất là cao, vân 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 vân, có những cái nhược điểm về hấp thu vân vân, hoặc là thải trừ, thì chúng ta không thể phát triển thành thuốc được. Cho nên đối với ngành hóa dược đó, thì muốn phát triển thuốc một cách định hướng và có hiệu lực đó, có hiệu quả đó, thì họ phải cần nắm được một số đặc tính dược độc học quan trọng của cái hoạt chất mà họ sắp tổng hợp ra hoặc là định hướng tổng hợp ra. Môn thứ hai cũng rất quan trọng đó là môn bào chế. Thì chúng ta thấy là thuốc nó có nhiều dạng bào chế khác nhau: thuốc viên, thuốc tiêm, thuốc bột, siro, thuốc xịt, thuốc hít, thuốc dán, thuốc nhán cực tràng. Một hoạt chất có thể nó có hết tất cả các cái dạng bào chế này. Như vậy thì một dạng bào chế phải nắm được cái đặc tính dược đồng học của thuốc để có thể bào chế ra một cái dạng bào chế thích hợp. Bây giờ tôi ví dụ như paracetamol hấp thu qua đường uống khoảng 80%. Ví dụ như mấy em uống 100mg paracetamol thì 80%, tức là 80mg sẽ được hấp thu qua ruột. Thì đó là cái đường uống. Như vậy thì chúng ta bào chế cái viên nén uống là thông thường. Vậy khi chúng ta ví dụ như bây giờ một nhà bào chế khác, họ chuyển paracetamol từ cái viên nén sang viên sủi, thì cái hấp thu nó có thay đổi hay không? Và tại sao họ phải làm như vậy? Thì trên thực tế khi mà chúng ta chuyển từ viên nén sang viên sủi thì hấp thu nó không có tăng lên được bao nhiêu hết, nhưng tốc độ hấp thu nó sẽ thay đổi rất là lớn. Thay vì viên nén uống, chúng ta uống vào thì nồng độ thuốc nó sẽ hấp thu rồi nó đạt đỉnh trong vòng từ nửa tiếng cho đến 2 giờ, nhưng mà đối với viên sủi thì nó có thể đạt đỉnh sau vòng 15 phút. Như vậy khi mà nó đạt đỉnh trong máu trong vòng 15 phút so với nửa tiếng cho đến 2 giờ, thì như vậy chúng ta sẽ thấy cái tác động hạ sốt của nó sẽ nhanh hơn. Do đó viên sủi thì thường sử dụng cho những cái trường hợp chúng ta cần hạ sốt nhanh, cần giảm đau nhanh chẳng hạn. Cho nên đó là lý do một nhà bào chế chuyển từ cái dạng viên rắn sang viên sủi, và họ phải nắm được cái đặc tính dược đồng học của cái dạng sủi đó là tăng tốc độ hấp thu chẳng hạn, thì họ mới bào chế ra. Còn không thôi, nếu mà nó cũng như cũ thì bào chế ra làm gì cho nó tốn kém, cho nó mất thời giờ. Thì đó là liên quan giữa cái môn thực chế với môn dược đồng học. Rồi hai cái môn liên quan rất gần với dược đồng học, nó luôn luôn đi song song ba cái này với nhau, đó là dược đồng học, dược lý và dược lâm sàng. Thì chúng ta mấy em sẽ học tất cả những cái môn liên quan đến cái này, thì môn đầu tiên là dược đồng học. Tiếp theo mấy em sẽ có 2 kỳ học dược lý 1, dược lý 2. Tiếp theo mấy em sẽ có 2 kỳ học dược lâm sàng 1, dược lâm sàng 2.
Tiếp theo mấy em sẽ có thêm một kỳ cuối nữa là học dược lý trị liệu 1, dược trị liệu 2. À, đó, dựa do cả bộ môn dược lý dược lâm sàng đảm nhiệm. À, và như vậy thì chúng ta thấy trong cái suốt 5 năm học của chúng ta sẽ tiếp xúc rất là nhiều. Và môn dược lý và môn dược lâm sàng thì muốn sử dụng thuốc cho nó đúng thì phải nắm được dược lý. Muốn nắm được dược lý tốt thì phải nắm được dược đồng học. Đó, để ví dụ như thuốc này chúng ta biết nó chỉ có dạng tiêm thôi. À, cho nên chúng ta không thể có cái dạng viên được. À, hoặc là thuốc này nó chỉ hấp thu qua đường uống thôi, nó không thể hấp thu qua da, cho nên chúng ta không thể bào chế dạng dưỡng da được. À, hoặc là thuốc này nhét trực tràng, mức độ hấp thu của nó giống như là đường uống, thì như vậy cái viên nhét trực tràng, cái liều lượng của nó cũng sẽ là tương đương như liều uống chẳng hạn. Thì như vậy thì chúng ta thấy ba môn này nó sẽ gắn kết với nhau, và bắt đầu từ thời điểm bây giờ mấy em sẽ bị dính chùm với ba cái môn này. Tiếp theo nữa là cái môn độc chất học. Thì độc chất học là gì? Đó là nghiên cứu về đặc tính của những cái chất độc. Những chất độc này có thể là thuốc, hoặc là những chất độc này không phải là thuốc. Tuy nhiên khi một người bị tử vong do một cái độc chất nào đó thì người ta bắt buộc phải căn cứ trên đồng học của độc chất đó để người ta tiên đoán con đường hấp thu, con đường chuyển hóa, con đường thải trừ để từ đó người ta xử trí. Tôi ví dụ như mấy em bị ngộ độc một cái chất nào đó đi, và chất này nó đào thải chủ yếu qua nước tiểu. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy lúc đó người ta sẽ dùng các cái biện pháp để làm sao gia tăng cái tần suất tiểu của bệnh nhân lên để nó thải từ cái chất độc này càng nhanh càng tốt. Hoặc là mấy em ngộ độc một cái chất nào đó mà chất này nó hấp thu rất chậm qua ruột, thì cái biện pháp xử trí ngay lập tức đó là chúng ta xúc ruột. Đó, hoặc là gây nôn. Như vậy thì mỗi cái môn độc chất học này nó giúp chúng ta, nếu mà nắm được độc học của độc chất thì chúng ta sẽ xử trí rất là tốt. Và đồng thời đối với cái ngành pháp y đó thì cũng dựa trên cái đặc tính đồng học của độc chất mà người ta có thể tiên đoán một cái đối tượng tử vong do nguyên nhân gì, dựa trên cái đặc tính đồng học của độc chất đó. Rồi thì đó là cái vai trò của môn dược học ở trong ngành dược. Rồi có thắc mắc gì không? Có thắc mắc gì không? Sao lớp in thiết hết trơn vậy? Tôi hỏi là có thắc mắc gì không? Cả lớp còn ai nghe tôi nói không? Hay là ngủ hết trơn rồi? Có thắc mắc gì không? Dạ không ạ. Không thắc mắc thì tôi thắc mắc. Đoàn Ngọc Viên. Dạ thầy. Có thắc mắc gì không? Ví dụ như cái mà đọc học của thuốc á, thì về bên dược lý lâm sàng nó sẽ như thế nào? Sao em? Ý em muốn nói là cái đọc học của thuốc á, có nghĩa là toàn bộ phần dược đọc học này nó sẽ liên quan đến dược lý lâm sàng như thế nào ạ? Thì cái phần dược đọc học này chỉ là 30 tiết này đó, nó chỉ là cái phần đại cương thôi. Nó giúp cho mấy em nắm được những cái cơ chế, những cái nguyên tắc cơ bản thôi. Rồi sau đó vô đến môn dược lý đó, mấy em học từng cái nhóm thuốc. Ví dụ như thuốc giảm đau, thuốc hạ sốt, thuốc ngủ, thuốc mê, thuốc tê. Thì mỗi nhóm thuốc như vậy chúng ta bắt buộc phải nắm đặc tính dược đồng học của nhóm thuốc đó.
rồi chúng ta phải nắm cơ chế tác động vân vân, thì đó là môn lý. Đến môn dược lâm sàng, ví dụ như đến môn dược lâm sàng, chúng ta sẽ không học là thuốc mê, thuốc tê, thuốc ngủ đồ nữa, mà chúng ta sẽ học ví dụ như quá trình gây mê. Thì trong quá trình gây mê như vậy thì chúng ta phải lựa chọn thuốc, ví dụ thuốc nào sẽ là gây mê nhanh nhất qua đường hô hấp. Thì lúc đó trường lâm sàng chỉ chọn thuốc thôi, và lúc đó bắt buộc mấy em phải nắm rõ tại sao lý do chúng ta chọn cái thuốc mê này mà chúng ta không chọn thuốc mê khác. Như vậy thì muốn chọn thuốc mê này, ví dụ như bên dược lâm sàng yêu cầu đó là chọn thuốc mê cho tôi khởi phát nhanh trong vòng 1 phút, chấm dứt tác động trong vòng 15 phút, sau khi bệnh nhân hết mê sẽ hồi tỉnh ngay lập tức và không bị các cái tác động bất lợi kéo dài, để cho bệnh nhân có thể xuất viện sớm. Thì như vậy thì lúc đó mấy em phải ôn lại cái dược đồng học, tích hợp cái kiến thức về dược lý học để chọn ra cái thuốc cho nó phù hợp. Dược lâm sàng là dược, là cái môn ứng dụng những cái nền tảng có sẵn của dược đồng học và dược lý để sử dụng thuốc một cách hợp lý theo từng ngữ cảnh trên lâm sàng. Rõ chưa? Dạ em hiểu rồi. Cho nên khi mấy em học đến môn dược lâm sàng á, mấy thầy cô hỏi mấy em nhớ gì hết trơn á. Phải học dược đồng học chưa? Nó học rồi. Hỏi sao mà hỏi cái này, tại sao mình chọn cái này? Không nhớ. Hỏi giờ học dược lý chưa? Học rồi. Tại sao mình chọn thuốc này mà không chọn thuốc khác? Không nhớ. Rồi, cuối cùng không nhớ cái gì hết trơn. Rồi còn thắc mắc dạ, gì nữa? Dạ thầy ơi, vậy nếu như là những cái thuốc này thường là những thuốc mà thuốc tổng hợp hoặc này kia nọ, còn những thuốc, còn những cái mà liên quan đến tự nhiên thì sao thầy? Nó cũng có áp dụng đến cái dược động học này không thầy? Có chứ, nhưng mà thường thuốc tự nhiên thì thường nó là một cái bài thuốc, nó là hỗn hợp. Thì chúng ta đã, trong cái phần dược động học với dược lý học, chúng ta chỉ học về những cái thuốc có nguồn gốc từ hóa dược và có nguồn gốc từ sinh học mà thôi. Còn những thuốc có nguồn gốc từ dược liệu, những bài thuốc thì chúng ta không có học cái trong chương trình này. Dạ, em cảm ơn thầy. Rồi, chúng ta tiếp tục. Cái phần quan trọng nhất của bài này chính là cơ chế hấp thu của thuốc. Thì để cho mấy em hình dung cái dược đồng học nó như thế nào đó, thì cái tôi sẽ giải thích cái slide này. Bây giờ tôi cho mấy em 2 phút để đọc toàn bộ cái slide này, rồi giải thích cho tôi coi thử là cái slide này nó nói cái gì. Rồi bắt đầu đọc đi, 2 phút.
Rồi, mời một bạn trình bày cho tôi đi. Đỗ Thị Thanh Vi. Dạ luôn thầy, em nói anh thầy. Đó. Dạ thưa thầy, là đầu tiên khi mà thuốc vào cơ thể thì nó phải được phân tích dễ dàng, có thể hấp thu, sau đó thì thuốc sẽ được hấp thu vào trong khoang trung tâm, có nghĩa là các cái mạch máu. Thì ở đây thì thuốc có thể tồn tại ở dạng thực do hoặc là gắn kết với các protein có ở trong máu, và từ đó thì thuốc sẽ được phân bố ở khắp cơ thể. Thì thuốc phân bố tới các đích trị liệu nhờ nhận biết được các receptor đặc hiệu cho thuốc đó, hoặc là nó có thể được phân bố đến các mô và dự trữ, hoặc là có thể đến tới các vị trí tác động không mong muốn. Sau đó thì thuốc có thể được chuyển hóa ở các cơ quan khác nhau như là gan, thận. Ở đó chúng sẽ được có thể được các enzyme biến đổi về mặt sinh học như là cắt các cái nhóm chất hoặc là thêm những nhóm chất, và từ đó thì nó chuyển hóa xong thì nó sẽ được bài tiết theo đường gan hoặc là mật, hấp theo đường thận ra nước tiểu, hoặc là theo đường mật ra phân. Rồi quá rồi, vậy là xong môn được phần học rồi đó. Vậy là toàn bộ cái môn dược tổng hợp rồi đó. Đó, nó đơn giản vậy thôi. Thì như vậy thì chúng ta thấy đó là cái toàn bộ một cái quá trình dược tổng hợp của một thuốc. Đó là cái con đường chung, chúng ta nắm cái con đường chung đã. Đó, thì như vậy thì chúng ta thấy cái quá trình này hấp thu, phân bố, chuyển hóa, thải trừ được viết tắt lại thành bốn cái chữ là ADME. A là absorption là hấp thu. D là distribution là phân bố, M là metabolism là chuyển hóa, và E là elimination là thải trừ. Như vậy thì chúng ta thấy thuốc của chúng ta dù sử dụng bất kỳ cái đường nào, đường viên, đường dán da, đường siro, thuốc nhét trực tràng, đường tiêm, vân vân, thì cái điều yêu cầu đầu tiên là sau khi sử dụng thuốc xong thì cái hoạt chất, ví dụ như paracetamol, nó phải được phóng thích ra khỏi cái viên nén, paracetamol nó phải được phóng thích ra khỏi cái viên nhét trực tràng, vân vân, rồi sau đó nó sẽ được hấp thu. Và sau khi thuốc hấp thu thì hấp thu nó vào đâu? Nó sẽ vào máu. Như vậy cái hệ thống tuần hoàn của chúng ta gọi là khoang trung tâm. Bất kỳ thuốc sử dụng bằng đường nào đi nữa thì cái đích nó cần đến đó là nó hấp thu vào trong máu. Và chúng ta gọi chung cái hệ thống tuần hoàn, tức là máu của chúng ta đó, là cái khoang trung tâm. Và khi thuốc nó vào đây rồi thì nó sẽ ở hai trạng thái là thuốc ở dạng tự do và thuốc gắn với protein huyết tương. Thì hầu hết các thuốc đều ở hai trạng thái này. Và rất nhiều thuốc gắn với protein huyết tương với tỷ lệ rất là cao. Và chúng ta lưu ý rằng nếu mà thuốc gắn với protein huyết tương là xong, có nghĩa là khi nó gắn xong thì nó sẽ quay vòng vòng trong tuần hoàn. Nó đi chơi khắp nơi, nó theo mạch máu, nó đi du lịch khắp nơi, nhưng nó cũng không có làm gì hết bởi vì nó đã gắn với protein huyết tương rồi. Và như vậy chỉ có thuốc ở dạng tự do mới đi theo hệ thống mạch máu, tức là hệ tuần hoàn, và nó đi đến tất cả các mô của cơ thể. Trong các mô đó thì sẽ có một cái mô đích gọi là mô đích trị liệu. Thứ ví dụ như paracetamol nó sẽ đi khắp nơi hết, nó đi lên gan, não, thận, phổi, tim, cơ, thận, nước tiểu, da, vân vân. Nhưng nó chỉ có một cái mô đích thôi, đó chính là trung tâm điều nhiệt ở hành não. Như vậy paracetamol ở dạng tự do sau khi nó hấp thu vào máu, nó sẽ đi đến cái mục đích đó là vùng đồ thị, ở đó có trung tâm điều diệt, và ở đây nó sẽ tác động với các cái đích tác động của nó để nó thể hiện tác động là hạ sốt, giảm đau. Song song với cái đích trị liệu này thì thuốc ở dạng tự do này chỉ có thuốc ở dạng tự do mới thể hiện được cái tác động, nhớ ha. Chỉ có thuốc ở dạng tự do mới có được cái tác động dược lý, bởi vì nó ở dạng tự do thì nó mới tương tác được với receptor.
Cái thứ hai nữa là chỉ có thuốc ở dạng tự do mới phân bố được vào tất cả các mô. Còn thuốc gắn với protein huyết tương thì nó không thể vượt qua hàng rào mạch máu não, cho nên nó chỉ nằm trong tuần hoàn mà thôi. Thì như vậy khi thuốc paracetamol nó gắn vào các mô khác nhau, những cái mô này không phải là mục đích trị liệu của nó, cho nên nó sẽ dẫn đến là nó gây những cái tác động không mong muốn. Tôi ví dụ như paracetamol nó đi vào gan, nó sẽ chuyển hóa, và nếu mà nó chuyển hóa, chúng ta dùng nhiều paracetamol quá, thì cái chuyển hóa của nó sẽ bị bão hòa và nó chuyển thành một cái chất có độc tính, nó gây tổn thương gan. Và như vậy thì chúng ta thấy bất kỳ thuốc nào cũng có cái tác động trị liệu, và song song với nó luôn luôn có cái tác động không mong muốn do nó phân bố vào các mô khác nhau. Rồi cũng chỉ có thuốc ở dạng tự do mới có thể chuyển hóa. Chỉ có thuốc ở dạng tự do mới có thể chuyển hóa. Chuyển hóa ở đây chúng ta gọi là biến đổi sinh học, bởi vì đa số các cái phản ứng chuyển hóa trong cơ thể là do các cái hệ enzyme nó chịu trách nhiệm. Nó không phải là phản ứng chuyển hóa giống như trong ống nghiệm, giống như chúng ta cho natri với nước nó thành natri OH, nó phản ứng hóa học, mà ở đây thì nó cần rất là nhiều enzyme xúc tác. Thì quá trình này chúng ta gọi là quá trình biến đổi sinh học của thuốc, hay còn gọi là chuyển hóa thuốc. Và cũng nhớ rằng là chỉ có thuốc ở dạng tự do mới có thể chuyển hóa, và cũng chỉ có thuốc ở dạng tự do mới có thể thải trừ. Như vậy chúng ta nhớ là khi thuốc nó được hấp thu vào máu rồi thì chỉ có thuốc ở dạng tự do mới có tác động vật lý, chỉ có thuốc từ dạng tự do mới có thể phân bố, chỉ có thuốc ở dạng tự do mới có thể chuyển hóa, và cũng chỉ có thế thuốc ở dạng tự do mới có thể thải trừ. Còn thuốc gắn với protein huyết tương thì nó sẽ bị lưu giữ ở trong hệ thống tuần hoàn. Thì đó là cái con đường chung của trường hợp học. Bây giờ nếu mà con đường chung như vậy thì nó rất là đơn giản, nhưng mà khi chúng ta đi vào từng thuốc thì nó cực kỳ phức tạp, và đó là lý do tại sao cái dược trồng học nó không đơn giản thế nào hết. Tôi ví dụ như paracetamol hấp thu qua đường uống bao nhiêu phần trăm, nên em phải nhớ hấp thu qua đường giác da có hay không, có hấp thu được hay không, mấy em phải nắm. Hấp thu qua đường trực tràng bao nhiêu phần trăm, mấy em phải nắm. Rồi sau khi hấp thu vào máu xong á, bao lâu thì nó sẽ đạt được nồng độ cao trong máu? Sau 30 phút, sau 1 giờ, sau 1 giờ rưỡi, sau 3 giờ, sau 5 giờ, mỗi thuốc nó đều khác nhau hết. Cho nên dược đồng học là gì? Là một tập hợp các cái số mà chúng ta cần phải nhớ. Mà nếu chúng ta không nhớ thì chúng ta cần phải biết tìm nó ở đâu. Thì sau này thì mấy em hành nghề thì mấy em chỉ cần lật sách ra để mà kiểm tra nó thôi. Nhớ được thì tốt, mà nhớ không được thì cũng không sao. Nhưng nhiệm vụ trước mắt của chúng ta là cứ thi đây nè, là phải nhớ. Đó là nó làm cho cái môn này nó khó, chứ thực ra nó không có khó. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ vào cái phần đầu tiên là thuốc từ đây nó hấp thu vào trong máu thì nó sẽ được hấp thu bằng những cơ chế gì. Rồi thì nghỉ tại chỗ 2 phút đi, rồi chúng ta sẽ tiếp tục cái phần tiếp theo, đó là các cái cơ chế hấp thu của thuốc. Đi uống nước rồi gì đi, thở rồi gì đi trong vòng 2 phút. Thank you.
Dạ thưa ơi, cho em hỏi cái này chút được không ạ? Rồi, bắt đầu lại được chưa? Bắt đầu lại được chưa? Dạ được. Dạ rồi ạ. Rồi, bây giờ chúng ta vào cơ chế hấp thu thuốc. À, thì thuốc muốn hấp thu đó, chúng ta thấy là thuốc nó từ đây nó đi vào máu. Thì nó trải qua những cái quá trình hấp thu như thế nào? Để mấy em hình dung trước. Thì nếu mà chúng ta uống thuốc xuống đến ruột, thì khi xuống thuốc đến ruột đó, thuốc nó phải rã ra. Và chúng ta uống một cái viên thuốc nó phải rã ra. Sau khi nó rã ra thành những cái tiểu phân, rồi tiếp tục nó phải phóng thích hoạt chất nó phải tan được trong dịch ruột. Thì hoạt chất lúc đó nó mới bắt đầu hấp thu. Thì cái đầu tiên, từ lòng ruột nó phải xuyên qua được cái lớp tế bào của ruột. Đó. Cho nên cái hàng rào đầu tiên đó là hấp thu qua cái tế bào của ruột. Sau khi hấp thu qua tế bào của ruột xong, thì nó sẽ rơi đi vào cái khoảng giang bào. Từ khoảng giang bào này nó sẽ vượt qua cái thành mạch máu.
rồi từ sau đó nó vào trong mạch máu, vào trong mạch máu rồi thì nó vào đến trung tâm. Đến trung tâm, khi mà nó đến mô đích thì nó phải vượt qua được hàng rào của mạch máu, tiếp theo nữa vượt vào các cái màng tế bào của mô đích rồi nó mới đến được cái đích tác động. Như vậy chúng ta thấy cái quá trình hấp thu của thuốc đó là một cái quá trình thuốc nó xuyên qua màng tế bào của rất là nhiều cái vị trí khác nhau để nó có thể đến được mô đích hoặc là nó có thể được vào được trong máu. Thì màng tế bào của chúng ta nó cấu trúc bởi cái lớp phospholipid cát nha, mấy em biết rồi ha, lớp phospholipid cát. Thì chúng ta thấy cái bề mặt ngoài của cái màng tế bào là cái đầu phân cực ưa nước, và cái đuôi ở phía trong đó là đuôi không phân cực, và chúng ta thấy đây là hai cái lớp cho nên chúng ta mới gọi là phospholipid cát. Như vậy thì thuốc nó muốn xuyên qua được cái màng tế bào như thế này thì thứ nhất nó phải có đặc tính đó là phải tan được trong nước, và đặc tính tiếp theo nữa là nó phải tan được trong lipid. Như vậy thuốc muốn được hấp thu thì thứ nhất là nó phải được tan được trong nước và nó phải tan được trong lipid. Cái thứ hai là khi mà nó tới nó gặp màng tế bào thì nó có thể xuyên qua màng tế bào. Như vậy thì thuốc, kích thước của thuốc nó cũng ảnh hưởng rất là lớn đến cái khả năng hấp thu. Thì đa số những cái thuốc có trọng lượng phân tử dưới 400 lanthan, tức là dưới 400 đơn vị carbon, kích thước trong vòng từ 4 cho đến 40 angstrom thì nó có thể khuếch tán qua màng tế bào để nó có thể được hấp thu. Còn đối với những cái thuốc mà nó nằm ngoài khoảng này thì sao? Nó nằm ngoài những cái đặc tính này thì sao? Ví dụ như một thuốc nó chỉ tan trong nước thôi, hoặc là một thuốc nó chỉ tan trong lipid thôi, hoặc là một thuốc nó chỉ tan được nhiều trong nước, tan trong lipid rất kém, hay là ngược lại, hoặc là một thuốc có kích thước phân tử nó lớn, thì như vậy thì làm sao nó vượt qua được màng tế bào để nó hấp thu? Thì lúc đó trên màng tế bào nó có rất là nhiều cái hệ thống vận chuyển, chúng ta gọi là các protein vận chuyển, hay còn gọi là các transporter. Transporter là cái hệ thống vận chuyển, hoặc là các channel. Channel là các cái kênh, các cái kênh. Thì chúng ta thấy ví dụ như ở đây, ở trên bề mặt tế bào nó có những cái kênh để cho các cái ion hoặc là những cái phân tử nhỏ nó đi xuyên qua, thì đây là một cái cơ chế giúp hấp thu thuốc. Hoặc là trên màng tế bào nó có những cái hệ thống vận chuyển, và khi một cái chất nào đó nó tiếp xúc với hệ thống vận chuyển này thì nó sẽ giúp đưa cái chất này nó đi vào trong. Thì đó là cái hệ thống vận chuyển. Như vậy thuốc hấp thu qua màng tế bào hay nó lệ thuộc rất là nhiều cơ chế khác nhau. Thì có hai cơ chế để hấp thu qua màng tế bào, đó là cơ chế hấp thu thụ động và cơ chế hấp thu chủ động. Cơ chế hấp thu thụ động đó là một cái cơ chế khuếch tán đơn thuần. Thì thường những thuốc có kích thước nhỏ tan được trong lipid, tan được trong nước thì nó có thể là được hấp thu theo cơ chế thụ động. Còn đối với những thuốc khác, ví dụ như tính tan trong nước kém, tính tan trong lipid kém, hoặc là phân tử nó quá lớn thì thường nó sẽ được hấp thu theo cơ chế chủ động. Và đôi khi nó một thuốc nó cũng thể được hấp thu cả hai cơ chế cùng một lúc, là vừa thụ động và chủ động. Thì cái cơ chế thụ động thì gồm chủ yếu là cái cơ chế khuếch tán. Thì thứ nhất là thuốc có thể khuếch tán trong cái môi trường nước. Chúng ta thấy thuốc đầu tiên sẽ tiếp xúc với môi trường thân nước, đó là dịch ruột, dịch tiêu hóa. Nếu mà vào trong mạch máu thì đó là chính là huyết tương. Tiếp theo nữa là nó sẽ khuếch tán qua cái lớp lipid cap trên màng tế bào. Một cái điểm nữa là nó có thể khuếch tán, thay vì nó xuyên qua màng tế bào thì nó có thể khuếch tán qua cái khoảng giữa các tế bào. Hoặc là nó có thể khuếch tán nhờ một cái hệ thống chức năng trên màng tế bào. Thì tất cả các cái cơ chế này đều là khuếch tán, và chính vì thế nó là một cái cơ chế thụ động, có nghĩa là nó đi từ nơi có nồng độ cao đến nơi nồng độ thấp và nó không cần năng lượng gì hết trơn. Thì cơ chế thụ động là cái gì? Thì chúng ta nhìn ở bên trái nè. Đây là bên trái. Đó. Cái cục bên này là bên trái này là tất cả những cái cơ chế hấp thu thụ động. Thứ nhất là thuốc có thể khuếch tán trong môi trường nước và qua lớp phospholipid cát. Thì đây. Những thuốc nó đảm bảo được những cái tiêu chí mà chúng ta vừa nói thì nó có thể khuếch tán được trong nước, bởi vì nó tan trong nước. Đi đến gặp lớp lipid cap mà tế bào nó cũng có thể khuếch tán qua, bởi vì nó cũng tan được trong lipid rồi nó đi được hấp thu vào tế bào. Đó, cái cơ chế thứ nhất là khuếch tán đơn thuần.
Cơ chế thứ hai là khuếch tán qua khe các tế bào. Ví dụ như chúng ta thấy đây là cái tế bào thứ nhất, đây là tế bào thứ hai. Giữa hai tế bào này nó có cái khe tương đối lớn. Thì những thuốc nào nó có kích thước nhỏ hơn cái khe này thì nó có thể xuyên qua các cái khe này để nó hấp thu vào trong, để vào mạch máu. Cái thứ ba nữa là nó có thể khuếch tán nhờ một cái hệ thống chức năng trên màng tế bào. Thì chúng ta thấy cái phân tử thuốc này nó không thể xuyên qua được màng tế bào, thì lúc này nó đi đến nó trên màng tế bào, nó có một cái hệ thống chất vận chuyển hay là chất mang cho cái thuốc này, và như vậy nó giúp đưa thuốc này vào trong nha. Thì đây chính là cái hệ thống hấp thu thụ động nha. Rồi thì chúng ta thấy là cái hệ thống hấp thu thụ động này, chứ nếu mà chúng ta hình dung lại khi chúng ta uống một cái viên thuốc ở ruột, thì chúng ta uống thuốc xuống này, thuốc xuống tới dạ dày. Ở đây dạ dày nó sẽ co bóp để nó làm rã viên thuốc ra. Nó rã ra rồi lúc đó nó mới phân tán cái hoạt chất vào trong cái dịch ruột. Và lúc đó thuốc nó sẽ ở dạng hóa tan. Và khi xuống tới ruột non thì thuốc sẽ hấp thu chủ yếu qua ruột non. Thì chúng ta thấy đây là cái đoạn ruột non. Từ cái đoạn ruột non này chúng ta phóng đại nó to lên. Thì chúng ta thấy ở bề mặt trong của ruột non này nè, cái lớp này chúng ta gọi là lớp tế bào biểu mô, thì nó gồm cái hệ thống bàng chải, chúng ta gọi là bàng chải, bởi vì nó là một cái chuỗi những cái dung mao nhỏ như thế này. Và trên cái hệ thống bàng chải này, chính đây chính là cái lớp tế bào biểu mô của ruột, nó chỉ gồm một cái lớp thôi, nó sắp xếp như thế này. Ở đây là cái lồng ruột của chúng ta, hoạt chất nó đang nằm ở đây. Như vậy thuốc nó bắt buộc phải xuyên qua lớp tế bào biểu mô ruột, rồi từ đó nó vào khoảng giang bào, rồi từ đó nó vào máu để nó hấp thu vào máu. Thì đó là cái mô tả cái trạng thái hấp thu của ruột. Tế bào biểu mô ruột này nếu chúng ta phóng to lên thì nó sẽ là hình dung thế này. Đây là cái mặt trên của tế bào biểu mô ruột, tức là ở đây sẽ là cái lồng ruột, dịch tiêu hóa nó nằm ở đây. Khi chúng ta uống thuốc vào thì thuốc nó sẽ phân tán như thế này. Thì chúng ta thấy khi thuốc nó gặp cái tế bào biểu mô ruột thì nó có thể khuếch tán đơn thuần qua lớp tế bào biểu mô để nó đi vào trong. Nó cũng có thể khuếch tán qua cái khoảng giữa hai tế bào biểu mô ruột cái chỗ này. Hoặc là nó có thể được hấp thu dần một cái hệ thống chất mang ở đây. Chúng ta gọi là khuếch tán thuận tiện và nó đi vào trong tế bào, để từ nó đã đi vào trong. Thì đó là cái cơ chế hấp thu thụ động mà chúng ta vừa nói xong. Đó, khuếch tán đơn thuần, khuếch tán thuận tiện nhờ chất mang và khuếch tán qua khoảng giữa các tế bào. Thì đó là cơ chế hấp thu thụ động. Bây giờ đối với cơ chế hấp thu chủ động, thì cái cơ chế hấp thu chủ động này là nó cần một cái hệ thống các cái chất vận chuyển, nó phải nằm sẵn trên màng tế bào. Và vì nó là hấp thu chủ động cho nên nó không phải là một cái quá trình khuếch tán từ nơi nồng độ cao đến nơi nồng độ thấp, mà nó sẽ được hấp thu bất kể là nó thuần nồng độ hay là nó nghịch khuynh độ nồng độ. Và đa số cái cơ chế hấp thu này nó có thể hấp thu ngược theo khuynh độ nồng độ. Và cơ chế hấp thu chủ động thì nó gồm hai họ chất vận chuyển chính, đó là họ ABC. ABC là cái họ này. ABC thì viết tắt của chữ của cái từ đó là ATP binding cassette, có nghĩa là hệ thống hấp thu hay là hệ thống vận chuyển có kết nối với ATP. Và ATP chúng ta biết đây chính là cái nguồn năng lượng để giúp vận chuyển. Giống như xe máy chúng ta cần năng lượng, tức là xăng, để giúp vận chuyển để chạy. Như vậy nó cần năng lượng. Thứ hai là cái hệ SLC, tiếp tắt của chữ là Solid Carrier Transporter, tức là hệ thống vận chuyển các cái chất mang hòa tan. Như vậy nếu thuốc của chúng ta nó được hòa tan và nó được vận chuyển bởi cái hệ thống chất mang này, thì nó có thể được vận chuyển theo họ SLC. Tôi ví dụ như ở dưới này, ví dụ như họ ABC ở đây, thì chúng ta thấy một cái thuốc tới nó sẽ được hấp thu vào trong, và để hấp thu cái này thì nó cần cái năng lượng là ATP. Và đa số các cái thuốc mà hấp thu theo kiểu này thường là những cái bơm,
những cái bơm ion ở trong cơ thể. Cái thứ hai là họ SLC, này thì chúng ta có hai cái vận chuyển chính, đó là đồng vận chuyển, tức là cái màu vàng này nè, màu vàng này là đồng vận chuyển và cái màu đỏ này là đô vận chuyển, thì đó là cái cơ chế hấp thu chủ động. Thì lát nữa chúng ta sẽ đi chi tiết vào từng cái. Rồi giờ chúng ta vào thứ nhất, đó là cái cơ chế hấp thu thụ động. Thì để minh họa cho cơ chế hấp thu thụ động này, tôi sẽ nêu những ví dụ để mấy em hình dung. Thứ nhất, đối với những cái thuốc có thể là tan được trong lipid và tan được trong nước, thì nó có thể hấp thu theo cơ chế hấp thu thụ động và nó không cần năng lượng. Thì trong cái cơ chế hấp thu thụ động này, nó có thể khuếch tán trong môi trường nước. Chúng ta thấy thuốc đầu tiên tiếp xúc môi trường nước tôi nói rồi. Rồi ví dụ như là môi trường nước có thể là mô kẽ, tức là dịch gian bào, bào tương, nội mô, vân vân. Và đồng thời khuếch tán trong môi trường nước này thì nó cũng có thể khuếch tán qua những cái pore. Pore là những cái lỗ nhỏ, nó nằm trên cái màng tế bào hoặc là mao mạch, để nó giúp cho thuốc đi xuyên qua. Nó những cái lỗ giống như lỗ rây vậy đó nha. Thì những cái lỗ đó chúng ta gọi là pore nha. Thì đặc biệt nó có hai cái nơi mà không có cái sự hiện diện của những cái pore này, đó là mao mạch não và mao mạch tinh hoàn. Thì bây giờ chúng ta sẽ coi cái ví dụ ở bên tay phải. Ví dụ như đây là một cái màng tế bào. Thì chúng ta thấy ví dụ như phân tử oxy hoặc là CO2. Đây là hai phân tử tan rất tốt trong nước và tan rất tốt ở trong lipid, cho nên nó có thể đi xuyên qua, khuếch tán qua màng tế bào rất dễ dàng. Ví dụ như thế này, chúng ta hít vào oxy đi vào, nó đi qua như thế nào chúng ta chả thấy nó cản trở gì hết trơn, chúng ta nó đi như thế nào chúng ta còn không biết nữa. Có nghĩa là nó khuếch tán rất là dễ qua cái lớp nước và lớp lipid. CO2 chúng ta thở ra cũng vậy. Chúng ta không có thấy cản trở gì hết trơn, chúng ta hít nhiều thì nó hấp thu nhiều, chúng ta hít ít thì nó hấp thu ít. Rồi như vậy thì một thuốc mà nếu nó có bản chất tương tự như oxy, có nghĩa là nó nhỏ, cái thứ nó nhỏ, nó tan tốt trong nước, nó tan tốt trong lipid, thì nó có thể khuếch tán rất dễ dàng qua màng tế bào để được hấp thu. Rồi vậy oxy có phải là thuốc không? Đỗ Ngọc Uyên, Đỗ Thị Tuyết Trinh chứ, Đỗ Thị Tuyết Trinh. Dạ, dạ có. Ví dụ khi nào thì oxy là thuốc? Dạ, ở những người mà bị suy hô hấp á, thì dạ người ta phải lúc đó người ta cần phải hỗ trợ để đưa oxy vô, thì lúc đó oxy đóng vai trò là thuốc ạ. Rồi chính xác. Như vậy thì oxy là thuốc. Như vậy nếu mà chúng ta tổng hợp ra một cái thuốc có bản chất tương tự như oxy, thì chúng ta có thể tiên đoán được nó hấp thu theo cơ chế này là chính. Rồi cái thứ hai, nước có phải là thuốc không? Đoàn Văn Vũ Tuân. Dạ thứ hai, nước là thuốc ạ. Tuân này có phải Tuân Đá Banh không vậy? Dạ. Hả? Có dạ, phải đúng rồi. Dạ, dạ phải ạ. Nước có phải là thuốc không em? Dạ nước là thuốc ạ. Rồi khi nào nước là thuốc? Dạ khi cơ thể mất nước và cần truyền nước vào cơ thể. Rồi ví dụ như tiêu chảy ha, đúng rồi đó. Dạ. Ví dụ như tiêu chảy mất nước thì bắt buộc chúng ta phải đưa nước vào trong cơ thể. Nha. Vậy nước là một phân tử nhỏ. Về mặt đơn vị carbon nó còn ít hơn oxy. Nhưng mà về số lượng phân tử thì nó to hơn chút xíu. Nó hai phân tử hydro và phân tử oxy ở đây. Nước thì rất tan trong nước, nhưng ngược lại nước không thể tan trong lipid. Cho nên nếu chúng ta khi một bệnh nhân thiếu nước, chúng ta muốn cung cấp nước cho bệnh nhân, thì chúng ta thấy nước khi đến màng tế bào thì nó tới đây thì nó không thể xuyên qua được. Bởi vì nó chỉ là một cái chất rất phân cực. Vậy làm sao nước nó được hấp thụ? Thì trên màng tế bào nó có những cái pore. Hồi nãy tôi có nói đó, trên màng tế bào một số cái mô, đa số các mô nó có những cái pore như thế này. Những cái pore này nhúc những cái phân
tử nhỏ rất phân cực, chỉ tan được trong nước, không tan được trong lipid, nó có thể xuyên qua. Và cái po này chúng ta có cái tên gọi chung của cái protein tạo ra cái kênh này là aquaporin. Aqua có nghĩa là nước. Nghe em coi phim Aquaman đó, người nước đó. Hoặc là aquafina, nước tinh khiết. Aqua là nước, fina là file là tinh khiết. Aqua là nước, po là cái lỗ nhỏ. Aqua là nước, po là cái lỗ nhỏ. Rin, cái đuôi tần cùng là in, thì thường nó mô tả cho một cái protein nha. Đó. Cho nên aquaporin là một cái protein trên màng tế bào giúp cho những cái phân tử nhỏ như nước rất phân cực, chỉ tan được trong nước, không tan được trong lipid, nó đi qua. Như vậy thì nếu mấy em tạo ra một cái thuốc mà thuốc đó chỉ tan trong nước, không tan được trong lipid và kích thước nó đủ nhỏ, thì lúc đó nó có thể hấp thu theo qua cơ chế gọi là aquaporin. Rồi, thì cái aquaporin này nó có đặc điểm hồi nãy tôi có nói rồi, trên mao mạch não và trên cái tinh hoàn. Thì nó hầu như không có cái aquaporin này. Mà nếu về chúng ta bị bệnh về não hoặc tinh hoàn, có ví dụ như ung thư não hoặc là ung thư tinh hoàn, thì cái điều trị bằng thuốc ở đây chúng ta sẽ dùng hóa trị liệu. Hóa trị liệu là thuốc tiêm, chúng ta truyền vào trong mạch máu. Thuốc tiêm thì chắc chắn nó sẽ tan trong nước, nhưng đa số thuốc tiêm tan được trong nước nhưng nó có thể là không tan được ở trong lipid. Do đó khi chúng ta truyền vào trong máu, nó tan được trong nước cho nên nó có thể lưu thông rất là tốt. Khi nó đi đến não, ở trên não không có aquaporin, nó không thể xuyên vào được, cho nên nó không có thể điều trị được bệnh ở não. Ở tinh hoàn cũng vậy. Ví dụ như ung thư tinh hoàn chúng ta rất khó điều trị bằng hóa trị liệu bởi vì thuốc nó không vào được. Cho nên cái cách điều trị tốt nhất là làm gì Vũ Tuân? Cách điều trị làm gì? Vũ Tuân? Dạ có em ạ. Cách điều trị lúc này làm gì? Hả? Nó lại thử coi. Dũng cảm em, nó lại thử coi. Làm cái gì? Hả? Cái gì mà tiếng tùm lum vậy? Trả lời tôi đi. Còn đó không? Đâu mục tiêu rồi trời. Dạ có em ạ. Dạ. Làm gì? Mình chỉ mình cọ sát cái da giống dễ hấp thu hơn ạ. Da nào cái tinh hoàn mà cái da vậy? Làm gì? Có biết không? Dạ không ạ. Rồi tôi mời một bạn khác, Đinh Thị Yến Nhi. Dạ có em ạ. Làm gì em? Dạ em chưa nghĩ ra chỗ này. Nghĩ đại đi, nó đơn giản lắm. Nguyễn Ngọc Thanh Trúc. Nguyễn Ngọc Thanh Trúc. Dạ có em này. Làm gì em? Dạ em nghĩ là xạ trị hoặc là cắt ghép. Cái gì? Cái sao là cái gì? Dạ cắt ghép. Cắt bỏ nó đi chứ để làm cái gì? Em nói chính xác. Nghĩ đơn giản vậy là xong hả? Ung thư tinh hoàn mà thuốc điều trị không được, thôi cắt dục nó đi, đơn giản có gì đâu, cắt xong có chết không em? Cắt xong có chết không?
Dạ. Dạ. Dạ không. Chắc không? Dạ em nghĩ là tùy trường hợp. Có chết hay không? Ví dụ như một bệnh nhân bị ung thư tinh hoàn, hóa trị không được, cắt bỏ tinh hoàn đi có chết không? Dạ em nghĩ là không. À, sao không chết được, mắc gì mà nó chết à. Còn nếu mà ung thư não, cắt não đi có chết không? Cô sửa cho các bạn mã đề 172. Cái gì mà tùm lum vậy? Học mà thi gì mã đề 172 rồi gì tùm lum trời ơi vậy. Dạ em của em đang học online ở kế bên. Mã đề 172 là về làm. Rồi thôi tắt cái kia đi. Tắt cái micro đi. Dạ cảm ơn. Rồi như vậy thì chúng ta thấy ha, đối với những cái mô mà nó không có aquaporin này thì nó rất khó trị liệu. À, tôi ví dụ như chúng ta bị viêm màng não, chúng ta dùng kháng sinh để chúng ta điều trị viêm màng não, chúng ta truyền kháng sinh vào, kháng sinh khi tới cái chỗ đó đó nó không có aquaporin, bởi vì kháng sinh nó cũng tan trong nước cho nên nó rất khó thấm vào. À, cho nên cái hiệu lực điều trị của nó rất là thấp và tỷ lệ tử vong do viêm màng não nó rất là cao. À, ung thư tinh hoàn cũng vậy. Yeah. Cho nên nếu chúng ta đang nắm những cái đặc tính này ha, thì lúc đó chúng ta phải thay đổi cách trị liệu đi, thì lúc đó sẽ cứu sống được bệnh nhân. Yeah. Cho nên cái dược đồng học nó quan trọng chỗ đó đó. Yeah. Đó. Rồi tiếp theo nữa, như vậy tôi đã ví dụ cho mấy em một cái phân tử nhỏ tan tốt trong nước, tan tốt trong lipid. Phân tử thứ hai là phân tử nhỏ chỉ tan trong nước thì sẽ được hấp thu qua aquaporin, còn cái đầu thì hấp thu theo cơ chế là khuếch tán đơn thuần. Bây giờ chúng ta có một cái loại phân tử khác, kích thước nó to hơn, ví dụ như gluco. Gluco là C6H12O6, trọng lượng phân tử của nó là 180 đơn vị carbon. Gluco tan rất tốt trong nước, nhưng gluco không tan được trong lipid. Và như vậy khi chúng ta thấy nếu mà chúng ta một bệnh nhân bị tụt gluco ở trong máu, thì chúng ta bắt buộc phải truyền gluco hoặc là chúng ta cho bệnh nhân uống gluco để nó phục hồi lại cái đường huyết. Tôi ví dụ như trong trường hợp cho bệnh nhân uống gluco, thì khi gluco khi nó tới màng tế bào, thì vì nó chỉ tan trong nước, nó không tan trong lipid, cho nên nó không thể khuếch tán qua màng tế bào. Thứ hai là gluco nó to quá, cho nên nó không thể chui qua cái aquaporin này để đi vào trong tế bào. Lúc đó ở trên màng tế bào này nó có một cái hệ thống chất mang chúng ta gọi là gluco transporter, và như vậy nó giúp cho vận chuyển gluco vào bên trong màng tế bào. Gluco gắn vào rồi hệ thống vận chuyển này nó đưa gluco vào trong màng tế bào, thì như vậy chúng ta đây gọi là khuếch tán thuận tiện giờ chất mang. Đó thì đó là cái cơ chế khuếch tán thuận tiện giờ chất mang. Rồi bây giờ chúng ta xong cái phần thứ nhất, đó là khuếch tán trong môi trường nước. Thì trong cái môi trường nước này mấy em gạch chữ cho tôi, nó tuân theo cái định luật Fick. Định luật Fick là cái định luật gì? Định luật Fick này nó nói về cái lượng chất hấp thu qua một cái môi trường nào đó, chúng ta gọi là thông lượng F. Nó sẽ bằng nồng độ C1 trừ C2. C1 là nồng độ thuốc ở bên ngoài môi trường, C2 là nồng độ thuốc ở bên trong môi trường. Rồi nhân cho cái diện tích đây. Ví dụ như diện tích hấp thu, ví dụ như ruột non là bao nhiêu đó, phổi là bao nhiêu đó, da là bao nhiêu đó, nhân cho hệ số thấm. Hệ số thấm thì mỗi thuốc như vậy, tùy vào bản chất của nó là nó có thấm được qua màng tế bào hay không mà người ta tính ra được cái hệ số thấm của từng thuốc. Chia cho bề dày của môi trường. Ví dụ như bề dày của môi trường ở đây nó chỉ là một lớp tế bào, hoặc là ở ruột ở đây nó chỉ là một lớp tế bào. Đó thì như vậy thì chúng ta sẽ được cái chúng ta sẽ tiên đoán được cái lượng thuốc hấp thu theo một cái đơn vị thời gian. Và cái hấp thu theo cơ chế thụ động này nè, nó sẽ ngưng khi C1 bằng C2, tức là khi gluco ở bên ngoài bằng nồng độ gluco bên trong, thì lúc đó gluco nó sẽ không hấp thu nữa. Đó.
Rồi cái thứ hai nữa là khuếch tán qua cái lớp lipid của màng tế bào. Khuếch tán qua lớp lipid của màng tế bào thì chúng ta thấy là ví dụ như chúng ta có một cái chất như thế này, nó tan được trong nước, nó tan được trong lipid và nó khuếch tán qua lớp lipid. Thì khuếch tán qua lớp lipid thì cái điều quan trọng nhất là nó phải tan được trong lipid. Cái thứ hai nữa là nó lệ thuộc vào cái hệ số phân chia dầu nước. Có nghĩa là nó tan được trong nước bao nhiêu, nó tan được trong lipid bao nhiêu. Thì cái tỷ số hay là cái hệ số phân chia này mà nó càng gần với cái màng tế bào thì nó hấp thu càng tốt. Và để tính được cái hệ số phân chia dầu nước này rất đơn giản. Chúng ta lấy một cái chất, ví dụ như chúng ta có một cái chất A. Bây giờ mấy em lấy một cái chất bất kỳ. Mấy em coi thử là muốn biết nó tan được trong nước hay không. Hay là muốn biết nó tan được trong dầu hay không. Và muốn tính được nó tan được trong cái phân bố giữa nước với dầu của nó theo tỷ lệ bao nhiêu thì dễ lắm. Mấy em cứ lấy 1 gram chất đó. Mấy em lấy ra 1 lít nước. Mấy em lấy 1 gram chất đó, lắc với 1 lít nước. Ví dụ như sau khi lắc xong, nó còn là 0,1 gram dạng rắn. Có nghĩa là nó hòa tan là 0,9 gram. 0,1 gram là không tan trong nước. Như vậy chúng ta sẽ có cái phần là tan trong nước là 0,9 gram trên 1 lít. Bây giờ mấy em cũng lấy cái 1 gram cái chất đó, mấy em lắc với 1 lít dầu. Ở đây chúng ta không có dầu, không có cái lớp phospholipid này. Thì chúng ta lấy một cái chất có tính chất rất giống với cái lớp phospholipid của màng tế bào, đó chính là N-octanol. Mấy em lấy 1 lít N-octanol, mấy em cho 1 gram cái chất A đó vào, mấy em lắc. Sau khi lắc xong, mấy em thấy còn lại cái chất rắn không tan, đó là 0,7 gram. Như vậy mấy em sẽ thấy cái lượng chất tan trong N-octanol là 0,3 gram trên 1 lít. Mấy em lấy hai tỷ số này ra, 0,3 chia cho 0,9, như vậy hệ số phân chia lipid nước của chất A này sẽ là 1:3, một phần tan trong dầu, 3 phần tan trong nước. Đó, như vậy chúng ta sẽ biết được ngay. Rồi một cái điểm nữa nó cũng liên quan đến cái pH, đến cái sự hấp thu qua lớp phospholipid, đó chính là pH của môi trường. Và chúng ta thấy cái pH của môi trường thì nó liên quan đến mức độ ion hóa của một bất kỳ một cái chất nào đó. Theo cái phương trình gọi là Henderson-Hartzenbusch. Phương trình này mấy em học ở hóa đại cương rồi. Thì lúc đó chúng ta sẽ có pH bằng pKa trừ cho log của nồng độ không ion hóa chia cho nồng độ ion hóa nếu đó là một axit yếu. Còn nếu mà đối với đây là một cái chìm yếu thì nó sẽ ngược lại. Bây giờ tiếp theo tôi sẽ hỏi mấy em, một thuốc muốn vượt qua được lớp phospholipid của màng tế bào thì nó sẽ ở trạng thái nào? Thì bây giờ tôi sẽ nói cho mấy em để dễ, mấy em dễ hình dung. Bất kỳ thuốc nào trong chung hết á, chúng ta học hóa chúng ta biết rồi. Thuốc của chúng ta nó sẽ ở ba cái dạng chất. Thứ nhất là nó là một cái axit. Thứ hai nó là một cái chất có tính base. Thứ ba nó là một cái chất có tính trung tính. Tôi ví dụ như một thuốc có tính axit thì nó công thức tổng quát của nó là RCOOH. Như vậy một thuốc có tính axit thì nó sẽ ở hai trạng thái, đó là RCOOH và RCOO trừ. Nếu là một thuốc là một có tính base thì chúng ta viết công thức tổng quát của nó là RCNH3. Thì một thuốc ở trạng thái base cũng sẽ có hai trạng thái. Một là ở dạng RNH3, dạng thứ hai là RNH4 cộng. Còn nếu là trung tính thì ví dụ như axit amin tức là RCOO trừ và NH3H4 cộng. Thì như vậy bất kỳ thuốc nào ở trong tất cả các thuốc của chúng ta là chất hữu cơ thì nó sẽ ở trong những cái trạng thái đó. Rồi bây giờ muốn vượt qua lớp phospholipid của màng tế bào thì thuốc nên ở dạng ion hóa, tức là có dấu cộng hay là có dấu trừ, hay là dạng không ion hóa, tức là phân tử của nó không có mang điện tích gì hết trơn. Đó là câu hỏi của tôi. Dạng nào sẽ hấp thu qua lớp phospholipid màng tế bào dễ hơn?
Chào Bảo Hằng. Dạ. Dạ thưa thầy, em nghĩ là dạng không ion hóa. Tại sao? Vì dạng ion hóa thì nó dễ tạo liên kết với màng. Nên nó chưa, khó. Chưa. Em dạ. Nói không ion hóa là đúng nhưng giải thích thì chưa đúng. Đâu, nói một cái câu giải thích nó chính xác hơn thôi. Chính xác hơn coi. Dạ tại vì dạng ion hóa thì nó bị phân cực. Đúng rồi ha, mình dạ. Phải dùng đúng cái thuật ngữ mà mình đã từng học. Dạng ion hóa thì nó phân cực có nghĩa là nó tan nhiều trong nước, đúng không? Đó, còn dạng không ion hóa thì nó không phân cực. Không phân cực thì nó có thể tan được trong lipid nha. Cho nên ha, để khuếch tan qua lớp phospholipid kép của màng tế bào thì thuốc nên ở dạng không ion hóa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm một cái bài toán để chúng ta thấy cái sự tương quan giữa pH của môi trường, giữa pKa của một thuốc và giữa cái dạng không ion hóa của thuốc đó, để mấy em hình dung. Rồi bây giờ mấy em nhớ lại như thế này nè, trong cơ thể của chúng ta, dịch của chúng ta có pH khác nhau. Ví dụ như chúng ta uống một viên thuốc xuống đến dạ dày thì dịch dạ dày sẽ có pH khoảng 1.8 đến 2.2. pH rất acid do acid chlorhydric. Sau khi nó xuống tới ruột thì dịch ruột tiết ra, dịch tủy tiết ra, rồi các cái dịch khác nó tiết ra nữa, nó làm cho dịch ruột của chúng ta có pH trung tính cho đến kiềm. Nó có thử từ 6.8 cho đến 7.4. Đó là dịch ruột. Rồi sau khi hấp thu vào máu đó thì pH của máu là 7.4. pH sinh lý của máu là 7.4. Nếu thuốc này bài tiết qua thận thì pH của nước tiểu nó có thể dao động từ 6 cho đến 8. Nếu mấy em uống nhiều cái thức ăn hoặc là nước uống có tính axit thì nó sẽ làm cho nước tiểu có tính axit, cho nên pH còn 6. Nếu mấy em uống nhiều cái thức uống có chứa nhiều cái kiềm, ví dụ như uống nhiều soda, coca, cola quá, thì lúc đó nước tiểu của chúng ta nó sẽ có tính kiềm, pH nó của nó còn 8. Nếu thuốc này bài tiết qua sữa thì pH của sữa còn 6. Nếu nước này bài tiết qua nước bọt thì pH nước bọt nó cũng có thể thay đổi từ 6 trở lên. Nếu thuốc này nó bài tiết vào trong dịch âm đạo thì pH của dịch âm đạo khoảng 3 cho đến 4. Như vậy chúng ta thấy cái dịch, mỗi cái loại dịch của chúng ta có pH khác nhau hết đấy. Rồi bây giờ mấy em thử làm một cái bài toán như thế này. Chúng ta có một cái viên uống là vitamin C. Đó, cái mùa này chúng ta đang uống vitamin C nhiều này, để phòng chống dịch. Vitamin C là acid ascorbic. Ví dụ như mấy em uống vitamin C xuống đến pH của dạ dày là 2.2. pKa của vitamin C là 4.2. Vậy ở dạ dày tỷ lệ chuyển dạng không ion hóa và ion hóa nó như thế nào? Rồi làm đi. Có cần nhắc lại không? Tôi ví dụ ha, mấy em uống một cái viên vitamin C, pKa của vitamin C là 4.2. xuống tới pH của dạ dày là 2.2. Câu hỏi của tôi là tỷ lệ chuyển dạng không ion hóa và ion hóa của vitamin C là bao nhiêu cái dạ dày? Rồi làm rồi đánh vô cái khung chat cho tôi. Làm đi rồi tôi sẽ gọi một ai đó rồi đánh kia đáp án vào trong cái khung chat. Rồi một bàn đã làm xong là Nguyễn Minh Thuần. Dạng nào trên dạng nào là bằng trăm chia một em? Viết ra đi.
À, ví dụ như vitamin C, tên của nó là gì? Acid ascorbic. Đây là cái dạng không không ion hóa, trên cái dạng ion hóa là 100:1. Rồi, rồi bây giờ để tôi rồi cảm ơn em. À. Rồi chúng ta biết rồi, vitamin C là acid ascorbic, acid hữu cơ là acid yếu hết. À, chỉ có acid vô cơ mới acid mạnh thôi, mà kể cả acid vô cơ chỉ có acid chlorhydric và acid sulfuric mới là acid mạnh. Cái acid phosphoric cũng sẽ như là acid yếu. À. Rồi acid carbonic cũng vậy. Như vậy chúng ta thấy vitamin C là acid ascorbic, nó là một acid yếu, cho nên chúng ta áp dụng phương trình này. pH dạ dày là 2,2. pKa là 4,2. Như vậy chúng ta chuyển cái lớp này qua đây, chuyển 2,2 qua đây. Như vậy chúng ta sẽ thấy lớp HA trên A trừ bằng 4,2 trừ 2,2 bằng 2. Có nghĩa là HA trên A trừ sẽ bằng 10 mũ 2. Như vậy thì chúng ta thấy ở dạ dày, cái dạng không ion hóa nhiều gấp 100 lần so với dạng ion hóa. Như vậy thì về mặt lý thuyết thì vitamin C sẽ thấm qua cái tế bào niêm mạc dạ dày tốt hơn vì ở đây cái dạng không ion hóa nó nhiều hơn. Được chưa? Rồi cũng vitamin C đó, sau khi nó qua dạ dày nó bắt đầu trôi xuống đến ruột non. Ở ruột non, pH của ruột non chúng ta cho là 7,2. Rồi lúc này mấy em coi thử là lúc này cái tỷ lệ dị dạng không ion hóa và ion hóa là bao nhiêu? Rồi tính thử đi. Bùi Thanh Vân còn đó không? Tính rồi kìa, trả lời lên cho tôi. Bùi Thanh Vân, Bùi Thanh Vân, Bùi Thanh Vân ơi, trả lời. Bùi Thanh Vân còn đó không? Cái cô Bùi Thanh Vân này buồn cười nha. Rồi Bùi Thanh Vân trả lời là 1/1000. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta coi thử nó có đúng vậy không. Rồi như vậy thì xuống đến pH dạ dày, pH ruột là 7,2. pH 7,2. Lúc này chúng ta chuyển cái này qua. Thì lúc nào là chúng ta sẽ có log HA trên A trừ sẽ bằng 4 trừ 7,2. 4,2 trừ 7,2 bằng trừ 3. Như vậy HA trên A trừ bằng 10 mũ trừ 3. Tức là cái tỷ lệ dạng ion hóa, dạng ion hóa nó bằng 1000 lần so với dạng không ion hóa. Như vậy về mặt lý thuyết, vitamin C khi xuống đến ruột thì nó không thể, hoặc là nó rất kém hấp thu bằng cơ chế khuếch tán đơn thuần qua lớp lipid của mạc tế bào. Nhớ cái câu đó đó ha. Khi xuống đến ruột thì vitamin C rất ít được hấp thu bằng cơ chế khuếch tán đơn thuần qua cái lớp phospholipid khác của mạc tế bào. Trên thực tế thì vitamin C sẽ được hấp thu chủ yếu ở ruột non. Thì lát nữa chúng ta sẽ coi thử tại sao nó được hấp thu chủ yếu ở ruột non. Thì đó, đó là cái ví dụ để chúng ta thấy, cho thấy cái mối tương quan giữa pH, pKa và cái mức độ ion hóa của thuốc, để từ đó chúng ta tiên đoán được một thuốc mà với pKa như thế này, với pH của dịch cơ thể như thế đó thì nó sẽ hấp thu nhiều hay ít.
Rồi thì để tính cái hệ số phân bố dầu nước đó, thì chúng ta có hai cái thông số, đó là P và D. Chữ P cũng là cái phân bố thôi và chữ D cũng là phân bố thôi. Thì phân bố trong dầu và nước. Dầu ở đây thì chúng ta lấy lại N octanol và nước chính là nước. Thì P thì bằng nồng độ của dạng không ion hóa tan trong dầu chia cho nồng độ của dạng không ion hóa ở trong nước. Còn D thì vừa cả ion hóa là không ion hóa. Thì trong trường hợp này, nếu một thuốc tan nhiều trong nước, nếu một thuốc tan tốt ở trong nước thì cái tỷ lệ này nó sẽ nhỏ hơn 1. Thuốc tan tốt trong nước thì đương nhiên nó sẽ tan ít hơn ở trong dầu, cho nên cái tỷ lệ này sẽ nhỏ hơn 1. Và nếu chúng ta lấy log của một cái số mà nhỏ hơn 1 thì thường log P, log D nó sẽ nhỏ hơn 0. Và như vậy thì chúng ta tiên đoán ra rằng bất kỳ một cái chất nào mà có log P hoặc là log D mà nó nhỏ hơn 0 thì chắc chắn cái chất đó sẽ dễ tan trong nước. Và như vậy nó sẽ rất khó vượt qua màng tế bào, có nghĩa là nó rất khó hấp thu theo cơ chế khuếch tán qua màng tế bào. Và nếu chúng ta làm ra một thuốc mà có log D ở pH 7,4, tức là pH của máu đó, nếu chúng ta làm ra một cái chất nào đó mà có log D bằng ở pH 7,4 là bằng 1 cho đến 3 thì thuốc này có thể hấp thu khá là tốt. Thì đây là những cái thông số giúp chúng ta tiên đoán cái hấp thu của thuốc để ứng dụng trong cái ngành hóa dược hoặc là ngành bào chế. Đó, hồi nãy tôi có nói ban đầu đó. Rồi, bây giờ tiếp theo nữa là khuếch tán qua cái khoảng giữa các tế bào. Thì chúng ta thấy đây là tế bào 1, tế bào 2, tế bào 3. Thì giữa các tế bào này nó có những cái khoảng giữa. Thì có những cái khoảng này nó bị bít kín bởi một cái tế bào nhánh nào đó, nhưng có những cái khoảng trống như thế này. Thì những cái thuốc nào mà có trọng lượng phân tử nhỏ khoảng dưới 600 Dalton, tức là 600 đơn vị carbon, thì nó có thể xuyên qua khoảng giữa các tế bào này để nó đi vào trong. Thì điều này nó rất quan trọng. Nếu chúng ta tạo ra một thuốc là một cái phân tử nhỏ thì chúng ta có thể hy vọng đó thuốc đó có thể hấp thu. Và trên thực tế thì chúng ta ứng dụng cái kiểu hấp thu này, cái cơ chế hấp thu này bằng cách đưa ra hai cái đường sử dụng, đó là tiêm dưới da và tiêm bắt. Tại sao như vậy? Bởi vì mô dưới da và mô cơ, cơ ở đây chính là bắp đó, thì thường cấu trúc giữa các tế bào nó không có chặt, nó có rất là nhiều khoảng trống. Cho nên nếu mà chúng ta tiêm thuốc vào dưới da hoặc tiêm thuốc vào trong bắp thì thuốc sẽ hấp thu rất nhanh chóng qua cái khoảng giữa các tế bào này. Thì đây là minh họa này, đây là lớp da người của chúng ta. Nếu chúng ta dùng một cái thuốc, chúng ta dán hoặc là chúng ta bôi ở đây, thì nếu mà nó muốn hấp thu đó, nó phải xuyên qua rất là nhiều lớp tế bào. Lớp biểu bì, lớp thượng bì, lớp trung bì, lớp hạ bì. Rồi nó vào xuống tới đây, nó mới vượt qua những cái khoảng trống, khoảng gian bào này để nó đi tới mạch máu ở đây, nó hấp thu vào đây. Như vậy thì nếu mà chúng ta sử dụng đường dán da thì nó hấp thu rất là lâu. Thì thay vì như vậy, chúng ta tiêm dưới da, chúng ta dùng cái kim tiêm, chúng ta đưa thuốc xuyên qua cái lớp da và đi xuống vào mô dưới da. Ví dụ chúng ta tiêm vào đây thì thuốc nó sẽ nhanh chóng khuếch tán qua cái khoảng giữa các tế bào này để nó hấp thu vào trong máu. Thì đó là cái cơ chế của cái đường hấp thu dưới da. Cái đường thứ hai là đường tiêm bắp. Đây là cái tế bào cơ của chúng ta. Thì chúng ta có thể tiêm bắp đùi. Tiêm bắp delta, tức là bả vai đó. Thì các cái tế bào cơ nó sắp xếp như thế này. Và chúng ta thấy cái khoảng trống giữa các tế bào này rất là lớn. Ví dụ như chúng ta tiêm thuốc vào đây thì thuốc nó sẽ khuếch tán qua các khoảng trống này để nó đi đến, nó gặp mạch máu và nó hấp thu vào. Thì đó là cái cơ chế hấp thu qua khoảng giữa các tế bào. Rồi, bây giờ những cái hàng rào nào nó ngăn cản sự hấp thu? Thì chúng ta có ba cái hàng rào ngăn cản sự hấp thu. Thứ nhất là bốn hàng rào. Thứ nhất là hàng rào biểu mô. Thứ hai là hàng rào mạch máu. Thứ ba là hàng rào máu não. Và thứ tư là hàng rào nhau tai. Bây giờ biểu mô là cái gì? Hồi nãy tôi nói rồi đó.
những cái mô nào mà nó biểu lộ ra với bề mặt không khí đó thì chúng ta gọi là biểu mô. Ví dụ như ở da thì đây chính là biểu mô da. Ở đường tiêu hóa, cái lớp bàng chải này, chúng ta thấy cái ruột của chúng ta là một cái hình ống. Thì phía trong của hình ống này chính là cái không khí thôi, nó đâu có gì người khác. Chúng ta ăn thức ăn, nước uống nó vào đây rồi nó không khí. Thì cái chỗ này chính là cái dung mao đó, cái bờ bàng chải nó tiếp xúc với thức ăn, nước uống, dịch ruột đó chính là cái lớp tế bào biểu mô. Và lớp tế bào biểu mô thì chúng ta thấy minh họa ra bằng cái chỗ này. Đây là cái bàng chải đó. Rồi, lớp tế bào nữa là biểu mô của não. Thì lát nữa chúng ta sẽ coi sao. Bây giờ hàng rào thứ nhất cản trở hấp thu thuốc chính là biểu mô. Như vậy nếu chỗ nào có nhiều biểu mô và lớp biểu mô nó dài, nó sắp xếp đặt với nhau thì nó ngăn chặn sự hấp thu. Ví dụ như biểu mô da. Còn những cái biểu mô khác, nó chỉ một cái lớp tế bào thôi và dưới đó là mạch máu thì nó sẽ ít cản trở sự hấp thu hơn. Ví dụ như biểu mô ruột, biểu mô đường hô hấp, biểu mô đường tiết niệu, vân vân. Thì đây là tế bào ruột, chúng ta thấy rất là rõ, rất là dễ hấp thu. Thuốc vừa qua đây thấy là có thể xuống hấp thu vào mạch máu này. Đây là một cái hình chụp điện tử của một cái tế bào biểu mô ruột. Đây là cái bàng chải này mấy em. Còn đây là cái tế bào. Tế bào là chính là cái này. Và xuống dưới này, phía trong này là hệ thống mạch máu. Rồi cái chỗ đen đen này, cái đen đen này là cái gì đây? Theo mấy em cái này là cái gì? Cắt giữa hai tế bào hả thầy? Cái này chính là cái khoảng giữa hai tế bào đó, hai tế bào ruột, nó dính với nhau, mấy em thấy cái lỗ nó rất là lớn. Như vậy thuốc nó cũng có thể xuyên qua đây, nó đi vào đây. Đó. Thì đó là cái thứ nhất là hàng rào biểu mô. Thứ hai là hàng rào mạch máu. Thì hệ thống mạch máu của chúng ta nó chia ra làm ba loại: động mạch, tĩnh mạch và mao mạch. Thì đây là mặt cắt mang của một cái mao mạch. Mao mạch chúng ta thể thấy cái lớp tế bào ở trong cùng này tiếp xúc với máu đó, chúng ta gọi là lớp tế bào nội mô. Nhớ các cái cơ quan hình ống khác thì lớp tế bào bên trong này chúng ta gọi là biểu mô. Nhưng mà đối với máu, mạch máu thì cái lớp tế bào tiếp xúc bên trong này chúng ta gọi là lớp tế bào nội mô. Và vì đây là mao mạch cho nên cái màng mao mạch, cái thành mao mạch nó rất là mỏng. Và chúng ta thấy cái cấu trúc của mao mạch nó chỉ một cái lớp tế bào thôi. Và ở giữa hai cái này chính là cái khoảng giữa hai tế bào. Đây là mặt cắt ngang của một cái động mạch. Chúng ta thấy ở phía trong này vẫn là lớp tế bào nội mô. Dưới lớp tế bào nội mô là lớp cơ trơn, hình giống như con mắt đó, là lớp tế bào cơ trơn. Rồi cái màng sợi collagen, tức là mô liên kết, mấy cái sợi sợi này. Rồi tiếp nữa là màng giữa, rồi màng đáy, nó rất là dài. Như vậy mấy em cứ thử hình dung thuốc từ đây mà muốn xuyên ra ngoài hoặc là từ ngoài nó hấp thu vào trong máu rất khó. Trong khi đó ở mao mạch thì thuốc có thể từ trong đi ra ngoài rất là dễ, từ ngoài đi vào trong cũng rất là dễ. Cho nên cái nguyên tắc của hấp thu thuốc là gì? Tôi ví dụ như ở đây, nếu chúng ta uống thuốc từ ruột thì nó sẽ xuyên qua biểu mô ruột, xuống tới đây nó sẽ xuyên qua vào cái mao mạch của hệ thống bờ bàng chải, nó hấp thu vào máu. Sau khi hấp thu vào máu xong, nó đi đến mô, nó theo mạch máu, thuốc đi đến mô. Đi đến mô thì từ thuốc ở trong mạch máu nó có thể xuyên qua dễ dàng qua mao mạch để nó đi vào mô. Và các cái chất chuyển hóa hoặc là chất đào thải từ mô nó cũng thể có thể dễ dàng đi vào trong mao mạch để nó đào thải ra ngoài. Và đây là cái mặt cắt ngang của một cái mặt mao mạch, thì chúng ta thấy cái lớp tế bào bào tính này chính là tế bào nội mô. Và đây là cái khoảng giữa hai tế bào nội mô. Đó, thì như vậy chúng ta thấy chúng ta có ba loại là tĩnh mạch, động mạch và mao mạch. Thì lưu ý rằng thuốc chỉ hấp thu và trao đổi qua mao mạch. Rồi, bây giờ mấy em có một phút để nhìn cái hình màu đỏ với hình màu đen và cho tôi biết đó là cái gì. Rồi nhìn đi.
Nguyễn Ngọc Trâm. Dạ thưa thầy. Anh dạ thầy nghe không ạ? Nghe không ạ? Nghe. Dạ. Dạ em thấy nó giống mau mạch ạ. Cái nào? Cái đỏ cái đen? Dạ cái màu đen ạ. Đúng rồi, cái màu đen là mau mạch á, à, nó ra đúng là mau mạch chứ không phải giống đâu nha. Như vậy chúng ta thấy cái này chính là tế bào nội mô nè, à, đây là tế bào nội mô. Chúng ta thấy có lớp màng đáy như thế này rất là mỏng, thuốc có thể xuyên qua cái khoảng giữa này, đây là khoảng giữa này. Đó, để nó có thể đi ra hoặc là đi vào, và đây là khoảng giang bào. Đó. Rồi hình màu đỏ là cái gì? Dạ thầy, màu đỏ là tĩnh mạch ạ. Tĩnh mạch hết luôn ba cái hả? Có gì là động mạch hay có gì mau mạch không? Dạ học. Dạ thưa thầy là rồi thôi được rồi em, cảm ơn em. À, thì cái hình màu hồng này nè, chúng ta biết rồi, động mạch nó khác tĩnh mạch chỗ nào? Động mạch thành nó dài, cái lồng của động mạch nó luôn luôn hẹp hơn bởi vì cái tính đàn hồi của nó mạnh hơn. Tĩnh mạch là nơi chứa máu và dẫn máu về tim, cho nên cái lồng của nó rộng hơn nha. À, thì chúng ta thấy mặt cắt ngang của cái này, đây chính là động mạch. À, ở trong này là cái lồng động mạch, và ở ngoài chúng ta thấy cái lớp tế bào thành mạch nó rất là dài. Còn ở đây là cái lồng nó rộng hơn, à, cho nên đây là tĩnh mạch. Ở trong này mấy em thấy hồng cầu nó còn đây nè, nha. Và đây là lớp tế bào nội mô nè. Đó, bao quanh phía trong lồng mạch là lớp tế bào nội mô, phía ngoài là lớp cơ trơ, à, và ở đây cũng là một cái tĩnh mạch nè. Chúng ta thấy mao mạch nó khác hẳn, nó chỉ có một cái màng đáy như thế này thôi, còn ở đây chúng ta thấy rất là nhiều cái lớp màng. À, thì đó, đó là cái chúng ta hình dung tại sao thuốc nó trao đổi chủ yếu qua mao mạch. Như vậy đó là hàng rào thứ nhất là biểu mô, hàng rào thứ hai là mao mạch. Thì mao mạch ở tất cả các nơi thì nó giống như thế này hết, ngoài trừ hai chỗ. Thứ nhất là mao mạch não, à, mao mạch của hàng rào mao não. Thì chúng ta thấy đây là cái mao mạch khi nó lên não. Ví dụ như chúng ta uống paracetamol, à, lo lên não xong, à, thuốc nó đi vòng vòng ở trong mạch mao não. Nhưng thuốc từ đây mà nó muốn thấm vào não thì mấy em sẽ hình dung ở đây là cái mao mạch, đây là lớp tế bào nội mô, à, nó thấm qua mao mạch thì dễ lắm, nhưng ngay phía dưới lớp mao mạch là một loạt các cái tế bào thần kinh đệm, nó xếp rất chặt với nhau, không có khe hở nào hết trơn á, à, nó xếp rất là chặt. Và như vậy thuốc muốn thấm từ mao mạch vào trong du mô não và để vào được trong cái dịch não tủy đó thì nó rất là khó, bởi vì nó phải vượt qua rất nhiều lớp tế bào. Thì cái hàng rào này chúng ta gọi là hàng rào máu não. Như vậy đã hình dung ra được cái hàng rào máu não rồi đó. Rồi hàng rào tiếp theo nữa là hàng rào nhau thai. À, thì chúng ta thấy khi một bà mẹ mang thai như thế này thì cái sự truyền các cái chất từ mẹ sang con chủ yếu qua cái nhau thai hay còn gọi là cuống rốn. Cuống rốn này chúng ta phóng to lên. À, thì chúng chỗ này chính là chỗ này nè, à, chúng ta đây là hệ thống mạch máu của mẹ. À, như vậy mẹ uống thuốc hấp thu vào máu, máu sẽ đi vào theo cái hệ thống mạch máu nhau thai, nó vào trong bào thai. Như vậy thì chúng ta thấy 90% thuốc nó qua nhau thai, và nó tác động lên thai nhi. Như vậy thì chúng ta thấy có hai hàng rào mà nó cản trở sự hấp thu nhiều nhất. Thứ nhất chính là hàng rào biểu mô, ví dụ như biểu mô da, còn các cái biểu mô khác thì nó ít cản trở. Và cái thứ hai chính là hàng rào máu não. Đó. Rồi, khi thuốc nó vào đến tế bào rồi, à, chúng ta thấy là khi thuốc ở đây, nó vào đến một cái tế bào của một mô rồi, thì nó có cần thiết từ tế bào này, nó vượt qua cái lớp phospholipid của tế bào thứ nhất rồi nó là phải vượt qua phospholipid của tế bào thứ hai hay không?
À, thì câu trả lời là nó không cần như vậy. Giữa hai tế bào của cùng mô, nó sẽ có một cái protein, nó tạo thành một cái cầu nối để cho các cái chất nó đi qua đi lại. À, cái kênh này nó có cái thứ từ 1 cho đến 1,5 nanomet là tương đối lớn đó. À, và chúng ta thấy các phân tử hòa tan của chúng ta hoặc là phân tử thuốc nó có thể xuyên qua đây để nó đi, nó lưu thông trong tất cả các tế bào của cùng mô. Thì protein đó tên gọi là connexin. Protein đó tên gọi là connexin, bắt nguồn từ chữ connect. Connect là kết nối. Connect là kết nối. Và protein kết nối gọi là connexin. Như vậy nó sẽ giúp trao đổi ha, ion ATP, AMP, acid amin vân vân, tất cả các chất các thuốc nó có thể trao đổi qua lại như thế nào. Và đây là cái hình minh họa cho cái ví dụ đó. Đây là tế bào thứ nhất. Đây là tế bào thứ hai. Nếu không có cái connexin thì thuốc từ tế bào thứ nhất nó phải vượt qua, đây là màng tế bào. Vượt qua lớp phospholipid rồi khoáng giang bào, rồi vượt qua phospholipid rồi mới vào tế bào thứ hai. Mất công quá. Cho nên ở chỗ này chúng ta thấy cái chỗ nối này chính là connexin. Thuốc từ đây nó đi thẳng qua đây. Thì đó, đó là cái sự trao đổi thuốc ở các tế bào trong cùng một mô. Rồi như vậy thì chúng ta xong cái cơ chế thứ nhất là cơ chế hấp thu thụ động. Bây giờ chúng ta sẽ qua cơ chế hấp thu chủ động. Các bạn nghĩ với Lao không? Alo. Có cần nghĩ với Lao không? Lớp trưởng đâu rồi? Alo. Dạ có. Nghỉ giải lao không? Dạ có. Rồi, mấy em nghỉ giải lao 15 phút đi nha. Rồi, mấy em nghỉ giải lao 15 phút đi nha. Dạ.